Kính cảm ơn sư. Nam mô Bố Giá, đây là chương trình Phật Pháp Bố Đá Thăm Má trên mạng Internet qua Ban Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 PM tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 15 tháng 1 năm 2022, Phật lịch 2565. Bài học hôm nay: môn học kinh tương ưng Samyutta Nikaya, chương 3, tương ưng Cô Xá Lá, phẩm thứ 2, bài 10, kinh Không Con Thừa Tự, bài 2, Duttijap Puttakasuttang, nghiệp trắng lẫn đen, tạo quả đen lẫn trắng. Tỳ kheo Giác Đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh tam bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thanh chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, cũng đôi tám vị, đáng nhận lễ, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng, kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái tam bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài các thưa quý vị, ở trong cái bài kinh trước hôm bữa, thứ tư chúng ta có học về một bài kinh gọi là Patthama Apotakasutta, không con thừa tự. Thứ nhất, và hôm nay là học bài kinh thứ hai. Hai bài kinh này có cái sự liên quan với nhau về một vị triệu phú, một bá hộ. Giàu có nhưng mà sống như là người nghèo khổ. Và vì không có con nối dõi thừa tự nên tài sản bị xung vào quốc khố.
vua Vasenadi đã đi đến Đức Phật và bạch với Đức Phật cái sự việc như vậy. Thì Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết, Ngài nói lên cái hạnh nghiệp gì mà ông Bá Hộ đã làm để rồi phải bị rơi vào cái hoàn cảnh có mà không có hưởng được. Còn cái trường hợp mà không có nói dối cũng có cái nguyên nhân mà Đức Thế Tôn đã thuyết trong cái bài kinh hôm nay. Thì bài kinh này với bài kinh thứ nhất á, cái bài kinh Abhutaka thứ nhất và bài kinh Abhutaka thứ hai này, chúng ta gom chung lại thì chúng ta sẽ hiểu được trọn vẹn cái giai thoại đó và cái pháp thoại mà Đức Thế Tôn đã thuyết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Pháp Tân, vị giảng sư trong ngày thứ bảy, hôm nay sẽ giảng giải rộng rãi ý nghĩa này. Bây giờ thì xin mời cô Hùng Lan đọc cho chánh kinh, rồi sau đó để cùng chỉnh giảng trường giảng Nam Mô Bổn Thầy nha. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Sĩ Từ Bi dẫn nhập cho nội dung bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Sĩ Hoa Nguyệt. Bài 10, Kinh Không Con Thừa Tự. Bài 2, Đút Tí Giáp Bút Tá Cách Xuất Tăng. Nghiệp trắng lẫn đen tạo quả đen lẫn trắng. Dẫn nhập bài kinh trước và bài kinh này có câu chuyện tương tự về phú gia sống cơ cực, dù giàu có và khi chết không con thừa tự. Trong bài trước, Đức Phật dạy về hai hạng người ở đời, người tầm thường và bậc thượng nhân. Bài kinh này Đức Phật dạy về chi tiết của nghiệp quả, mà trong đó có sự pha trộn giữa nghiệp lành và nghiệp xấu. Góc nhìn này đặc biệt đi sâu vào nghiệp duyên quá khứ và sự hỗ trợ pha lẫn. Đoạn cuối cũng dạy về sự nhận thức nên về nghiệp báo trong đời sống. Kinh Văn, lúc bấy giờ vào buổi trưa, vua Vasenadi Sukosala đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với vua: Này đại vương đi từ đâu đến giữa trưa như thế này? Bạch Thế Tôn, có gia chủ cự phú làm về tài chánh ở Sawatthi vừa mệnh chung. Người này không có con cái thừa kế, con đến kiểm cái tài sản của vị ấy để chuyển vào nội cung. Bạch Thế Tôn, có đến 10 triệu đồng tiền vàng, không nói đến tiền bằng bạc. Mặc dù vậy, đồ ăn của triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gồm cơm hẩm và muối dưa, còn y phục chỉ may là 3 tấm may bằng vải gai. Di chuyển bằng chiếc xe nhỏ cũ kỹ che chắn bằng lá. Đúng vậy, đúng như vậy này đại vương, đúng như vậy này đại vương, vị phú gia ấy đời trước có cúng dường cho một vị Phật độc giác tên Tagarasikhi, từ bảo người làm công hãy cho thực phẩm tới vị sa môn đó, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Sau đó hối tiếc với suy nghĩ, phải chi thức ăn đó cho người phục dịch hay người làm công thì tốt hơn. Sau này phú gia ấy còn giết người con duy nhất của người anh ruột để chiếm đoạt tài sản. Do sự bố thí đến Phật, đến độc giác Phật, Tagarasikhi
vị phú gia ấy được quả lành sanh thiên giới 7 lần. Phước tại khiến vị 7 lần sanh làm phú gia ở Sawatthi. Này đại vương, do sự tiếc nuối khi bố thí phải chi thức ăn đó cho người phục dịch hay người làm công thì tốt hơn, nên khiến tâm vị này không hưởng dụng thức ăn ngon, y phục đẹp, xe cộ tốt hoặc hưởng được 5 dục lạc. Này đại vương, do vị phú gia ấy đời trước đã đoạt mạng con người anh để chiếm đoạt tài sản, nên quả trổ chịu nhiều thống khổ trong địa ngục hàng 100 năm, hàng 1000 năm, hàng 1000000 năm. Quả xấu dư sót khiến người đó đã 7 lần tài sản bị công vì không con thừa tự. Này đại vương, vị ấy phước cũ hết mà phước mới không tạo thêm. Hiện phú gia ấy đang chịu khổ trong địa ngục Maharurva. Bạch Thế Tôn, như vậy phú ấy đã sanh vào địa ngục Maharurva. Này đại vương, đúng như vậy, phú gia ấy đã sanh vào địa ngục Maharurva. Lúa bạc vàng tài sản hay vật sở hữu nào, người làm công nô dịch, những người sống tùy thuộc đều bỏ lại tất cả, không mang theo một gì. Khi rời cuộc sống này, chỉ hạnh nghiệp đã làm, từ thân, ngữ và ý thực sự của chúng sanh mang theo khi ra đi, theo suốt cuộc hành trình, như bóng không rời hình. Do vậy, hãy hành thiện, huân tập cho đời sau, phước nâng đỡ chúng sanh đời này và cõi khác. Thích văn: Thanh nhân tha năng ra gia tăng gia cha ta rút pầm, lúa bạc vàng tài sản Paris ga hầm và pi gia đá thí kiên trí hay bất cứ vật sở hữu nào đa sa cầm má kara pesa nô lệ người phục dịch công nhân về cha xá anuji bino người những người sống tùy thuộc sắp bầm nà đà giá gần tá bầm ra đi không mang theo được gì sắp bầm níp nít khiếp pá gà nít nằm tất cả đều bỏ dành chá cá rô tí cà dề ná hòa chà giá ú đà chề tát xá chỉ có hạnh nghiệp do thân ngữ ý tàn nhĩ tát xá sắc cầm hồn tí có thể gọi đó là của mình tàn chá à đà giá cách chàn cách chá tí ra đi mang theo tàn chá xá anu gầm hồn tí đó là cái đi theo chà già quá aná pa di ni như với hình tát ma cá rầy giá cá lý giá cá lý già năng do vậy hãy làm điều lành ni cha dầm sầm pa ra di cầm huân tập cho kiếp lai sinh punya ni pa ra lo kasmin pa ti tha hồn ti pa ni na ti phước nâng đỡ chúng sanh đời này và cảnh giới mai hậu. Thích nghĩa Phật độc giác pa che ca bút tha là vị có khả năng tự mình giác ngộ nhưng không có khả năng tuyên thuyết giáo pháp như chư Phật độc giác, tỳ kheo giác đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình. Và chúng con xin được thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Dhamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh để được tự tri, để được sư nguyện thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ.
Cái bài học hôm nay đó là nói đến nghiệp trắng lẫn đen thì tạo ra cái quả trắng lẫn đen. Ở trong nội dung của cái bài kinh này đó là cái câu chuyện liên quan đến một ông bá hộ rất là giàu, của cải tới 10 ngàn đồng tiền vàng. Một lần nọ đó thì vào một buổi trưa, Đức vua Ba Sê Na Đí sau khi đã đi giống như là tịch biên cái tài sản của ông bá hộ này, do ông bá hộ này là không có con để kế thừa, cho nên là theo cái luật pháp, nghĩa là không có người kế thừa tài sản thì tài sản đó sẽ sung vào công quỹ của quốc gia. Cái câu chuyện đó là vua Ba Sê Na Đí, tức là vua Đi Nạc đó, sau một buổi tôi đến để đảnh lễ Đức Phật và nói lên cái việc mà mình đi đến để lấy cái tài sản đưa về triều đình, để tài sản của ông bá hộ này đưa về triều đình xung vào công quỹ của quốc gia. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng ông bá hộ này đó, trong đời sống hàng ngày thì nói đến bá hộ là triệu phú thì có lẽ là giàu lắm, rất là giàu. Mà ở đây được mô tả rằng ông có số tài sản đến 10.000 đồng tiền vàng, số lượng nó rất là lớn. Nhưng mà rồi đó là theo trong đoạn kinh này nó mô tả là ông ăn thì là cơm nguội, cơm hẩm, cũng như là bận áo thì bằng những cái vải thô thôi, vải gai thôi. Chúng ta biết rằng là cái vải của Ấn Độ ngày xưa ở cái xứ Kashi đó là một trong những cái vải rất là tốt, rất là đẹp, rất là quý. Vợ cỡ tầm cỡ nhân bá hộ thì có lẽ là ông có thừa sức để mà có được một bộ đồ bận cho nó đẹp. Nhưng mà đằng này thì ông bận vải gai, nó không được tốt. Rồi đi chiếc xe cũ kỹ nhỏ nhắn. Chúng ta biết rằng ngày xưa đó là có thể là người giàu để nói đến cái tài sản của họ là đất đai, trâu bò, ngựa, rồi gia đình, rồi tất cả các thứ vàng bạc ở trong gia đình đó, là nói đến cái sự giàu của một người thật sự là như là một trưởng giả, một ông bá hộ trưởng giả vậy. Nhưng mà đằng này thì ông bá hộ không dám ăn xài, không dám ăn xài. Dù là có của đó, giàu có đến 10.000 tiền vàng đó, đồng tiền vàng đó, nhưng mà rồi đó cũng không dám ăn xài. Cả cái cách ăn và cái mặt của mình nó cũng rất là thô sơ lắm. Ăn cơm nguội rồi là mặc áo vải bằng gai, tức là vải thô, rồi là đi xe thì cũng là nhỏ, xấu xí cũ kỹ. Thì nói như vậy để cho chúng ta biết rằng cuộc đời này đó thì có những người như vậy. Và trong cuộc đời này, trong đời này đó, chúng tôi nghĩ rằng là mọi chúng sanh đều chịu sự chi phối của nghiệp hết. Trong cái nội dung của bài kinh này đó là đến nghiệp trắng đen, cho cái quả trắng đen. Chúng ta nói đến nghiệp trắng đen có nghĩa, nghiệp trắng có nghĩa là chúng ta nghĩ là hiểu là làm nghiệp thiện, nghiệp thiện, cái thiện nghiệp mà mình đã làm. Còn đen có nghiệp có nghĩa là ác nghiệp mà mình đã tạo. Cho nên là cả hai cái đó
nó xen lẫn ở trong đời sống của mình. Có những người là như vậy. Có những người thì chúng ta thấy rằng là sinh ra đời thì họ đầy đủ vinh hoa phú quý, hưởng đầy đủ các cái đầy đủ sự hưởng thụ tài sản trong cuộc đời này, danh vọng địa vị họ đều có. Nhưng mà có những người đó thì họ luôn luôn trong một cái tình trạng là đói khổ, rồi thấp kém hèn hạ. Rồi có những người đó thì họ được ưu mặt này, nhưng mà lại họ bị phiết mặt khác. Có nghĩa là họ được gian, nhưng mà họ không được cái sự hưởng thụ, không được sự thụ hưởng một cách tối thiểu mà thay vì một người cần phải có. Cái câu chuyện ở đây đó được nói đến đó, là vào thời quá khứ, cái vị bá hộ này đó đã từng cúng dường cho Đức Phật độc giác tên là Tagarasikhi. Chúng ta biết rằng chư Phật độc giác thì xuất hiện vào thời kỳ không có giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác. Cho nên các ngài ở trên tuyết sơn, các ngài ở nơi rừng sâu, nhưng mà các ngài có một cái đặc biệt là cũng không, tức là tự các ngài giác ngộ giáo pháp này như Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, nhưng mà rồi các ngài cũng không có cái khả năng để truyền tải giáo pháp này như là cái khả năng của một vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên là ông bá hộ này tiền kiếp cũng đã từng cúng dường cho Đức Phật độc giác đó. Nhưng mà cái cách cúng dường của ông á, cái cách cúng dường của ông á, thì lại là cúng dường kêu những cái người gia đình của mình, tức là những người hầu, người làm công cho mình á, để cúng dường, chứ không tự tay cúng dường. Chúng ta biết đó là trong Phật giáo Nam truyền của chúng ta đó, có một điều đó là nó khác với Phật giáo Bắc truyền. Phật giáo Bắc truyền chúng tôi thấy rằng là họ đi chùa, cái họ muốn rinh cái gì đó, họ muốn vô chùa, họ cúng, họ để vô trong chùa là họ để. Hãy vô trong chùa là đầu của chùa, cúng cho chùa rồi không biết là ai xài thì xài. Nhưng mà rồi đó thì họ ít có cái việc mà trao bất cứ một cái vật gì tận tay đến chư tăng. Trong khi Phật giáo Nam truyền của chúng ta đó, thì chúng ta cúng cái gì đó thì cũng phải bằng với cái tận tay. Bởi vì chư tỳ kheo đó thọ nhận cái vật gì của ai đó thì cũng phải nhận bằng tay. Ngoại trừ những cái vật gì mà nó quá sức nặng của một người quân giác đó, thì mình chỉ tác bạch và thưa trình. Như vậy thì khi mà để mà chúng ta tạo phước một điều gì đó, cúng dường một cái vật gì đó, một cái gì đó, thì chúng ta có đầy đủ thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện. Chúng ta có cái thân nghiệp thiện, có cái ý nghiệp thiện đó, là chúng ta hiểu và biết và tin rằng với cái thiện sự mà chúng ta làm, đây là cúng dường đến với tăng chúng, cúng dường đối với tam bảo, chúng ta tạo phước cúng dường bằng với cái sự hiểu biết của chính mình về nhân quả. Và chúng ta có cái niềm tin như vậy, tin tưởng như vậy, chứ không phải như những người khác là cho cái vật gì đó rồi cứ thấy người ta làm mà mình làm theo chứ cũng không hiểu, và cũng không mong phước báo gì, cũng không nghĩ rằng đối tượng mình cúng dường ra. Nhưng mà đối với một cái người làm tạo phước cúng dường đó, bằng với cái niềm tin chân chánh, bằng với cái lý trí đúng đắn, thì cái người đó họ tạo phước bằng với cái ý nghiệp thiện, cái ý nghiệp thiện. Rồi họ có cái thân nghiệp thiện. Thân nghiệp thiện đó là họ trao cái vật đó đến với chư tăng, tận tay chư tăng, và chư tỳ kheo thọ nhận cũng đúng là đúng thời. Đúng thời có nghĩa là những cái vật gì mà chúng ta biết rằng nó lúc chư tăng cần, cũng như là thường đó là chúng ta biết rằng
từ đứng bóng trở đi về buổi sáng đó, thì chúng ta có thể dâng những cái thức ăn, cúng dường những cái thức ăn. Nhưng mà chúng ta đi buổi chiều đó, từ đứng bóng trở về buổi chiều tối đó, thì chúng ta thường cúng những cái vật gì bằng những cái thức uống. Đó là những cái hợp thời. Và khi mà mình cúng cái vật đó ra là tận tay mình dâng cái vật đó. Cái thứ ba nữa là chúng ta có một cái khẩu nghiệp thiện. Khẩu nghiệp thiện tức là lời chúng ta tác bạch, lời chúng ta thưa trình. Bạch chư tăng, con xin cúng dường này, bạch sư, con xin cúng dường cái kia. Đó là lời chúng ta thưa trình. Như vậy khi mà mình làm phước như vậy, có đủ thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện. Đằng này đó thì khi mà ông bá hộ này đó, ông sai những người gia đình của mình, tức là những người làm công cho mình, cúng dường vật đó. Nhưng mà cúng dường vật đó đó, thì sau khi ông cúng dường xong, ông có cái hối tiếc. Ông cúng dường, ông ta cúng dường cho Đức Phật thì quý vị thấy rằng là do cái quả, cái phước lành mà ông cúng dường cho Đức Phật độc giác. Cho nên rằng là ông ta sanh lên cái cõi trời 7 lần như vậy. 7 lần như vậy. Và cái quả, cái phước còn dư sót đó. Cho nên là ông ta có đủ 7 lần sanh lại cõi người để ông ta làm bá hộ. Nhờ cái phước cúng dường đó thôi. Để chúng ta thấy rằng bức tượng mà chúng ta cúng dường đó là một bậc hoàn toàn thanh tịnh như Đức Phật độc giác. Cho nên cái phước báo rất là lớn. Ông ta cúng dường vì sai người khác làm. Sai người khác làm. Và ông ta có một cái sự hối tiếc. Hối tiếc. Hối tiếc giá chi á, là mình đừng cúng cho ông, cho Phật độc giác, đừng cho cúng cho cái vị tu sĩ này, vị Phật độc giác này á, thì mình cho những cái người gia đình của mình nó còn tốt hơn. Ông ta nghĩ vậy. Vì ông ta hối tiếc đó, cho nên ông ta không có tài sản mà ông ta không dám xài. Không dám xài. Chúng tôi nhớ hồi xưa chúng tôi ở quê đó, có cái bà đó tên là cái bà Năm Kim, được xem như là một cái người giàu có ở tại địa phương. Mộ của bà ta, của dòng họ bà ta ở gần đất, ở nhà thân phụ của chúng tôi. Mà quý vị biết rằng là khi mà gần trong dịp Tết như thế này, người Việt mình có cái tảo mộ đó, tức là độ khoảng tháng chạp 25 tháng chạp, tháng 12 âm lịch, thì mình hay đi đến mộ ông bà tổ tiên để mà tảo mộ đó. Bà ta đi ở nhà, bà ở nhà lầu ở ngoài đường á, ở ngoài đường, ngoài quốc lộ á, nhà lầu đôi ba tầng, giàu lắm. Có người thì quý vị biết rằng rất là nhìn có vẻ là cũng sang lắm, trắng trẻo, đẹp người, đẹp lão. Nhưng mà rồi đó thì bà không có dám mà mua một cái bình bông để mà vô cúng cho mộ ông bà của bà. Mà quý vị biết không, vô nhà chúng tôi đó, bà thân của chúng tôi đó, để xin ở quê mà thường xin trồng cái bụi bông trang. Trang ngày xưa không phải là trang Thái ngày nay, trang ta mình, cây nó cũng cao, bẻ bông trang rồi chưng lên như vậy, rồi xin từng tàu lá dừa về nhà để mà chậm. Mà quý vị biết rằng nhà của bà rất là giàu, không phải đến nỗi thiếu. Đến khi mà bà chết thì xin thưa quý vị, đó là vàng của bà với lại người ngày xưa người ta gọi là hộp xoan đó, mà để cỡ cái thùng mà đại liên, tức là cái thùng mà người ta đựng đạn á, binh quân lính họ đựng đạn ngày xưa đó. Bà chết đó là quý vị biết rằng là để đầy cái thùng đó, vàng với lại hộp xoan, một cái thùng to vậy đó. Mà nghe đâu đó, nghe người thân chúng tôi kể đó, là bà
ăn bà cũng không ăn, xài cũng không dám xài, mà nói đâu trước mắt á là cái việc mà cúng ông bà cha mẹ cũng không dám một muôn một bình bông này, mà chỉ xin những cái nhánh bông ở nhà chúng tôi, bà thân của chúng tôi để mà cúng thôi. Rồi sau đó là xin mấy cái lá tàu lá dừa khô về nhà chậm, mà đâu phải là nghèo. Thì chúng tôi nói như vậy để rằng cái chuyện đó đó nó không phải chỉ có ngày xưa không, mà ngày nay cũng vậy. Có những người rất là giàu nhưng mà không phải là sang, tức là họ không dám ăn, họ dám xài. Thì ở đây đó có thể nói rằng là ông bá hộ này đó là do phước cúng dường cho Đức Phật độc giác mà sai gia đình làm. Và sau khi mà cúng dường cho Đức Phật độc giác rồi đó, thì ông ta đó lại có cái sự tiếc ở trong lòng. Giá như mà đừng cúng cho ông Vĩ này ăn, đừng có cúng cho vị Phật độc giác này ăn, mà cho những người gia đình còn tốt hơn. Cho nên ông ta có của không dám xài, không dám xài. Mặc áo ăn thì ăn cơm nguội, mặc thì áo thô, không dám xài, không dám xài. Những cái tối thiểu nhất ở trong cái cuộc đời này đó, mình không nói đến những cái sự xa hoa, sự hưởng thụ nó quá nhiều, nhưng mà những cái sự tối thiểu nhất ở trong cuộc đời này cũng không dám. Không phải là mình không có, nhưng do cái quả của tiếc nuối, do cái quả của tiếc nuối, cho nên lần có của cũng không dám xài. Bảy kiếp ông sanh lên cõi trời để hưởng là một vị thiên, hưởng phước của ở cõi trời là một vị thiên. Rồi bảy kiếp ông sanh lại làm người, làm phú hộ như vậy, nhưng mà cũng do sự hối tiếc. Rồi một điều đó là quý vị thấy rằng ở trong cái đoạn kinh này nhắc đến một cái việc nữa đó, là có một lần là ông đã giết cái người con của người anh mình, người con của người anh mình, để chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt tài sản. Chính vì cái quả đó, đó mà quý vị biết không, là bao nhiêu kiếp, hàng trăm ngàn kiếp ông sanh vào trong cảnh khổ, trong cảnh khổ. Cho nên sanh vào trong cảnh khổ như vậy mà đến kiếp cuối cùng, kiếp mà thời Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng ông ta bị cái tài sản nó bị xung công, tức là tài sản nó có nhưng mà rồi không có con thừa tự. Thì cái luật mà mình nói luật thừa tự, thừa hưởng tài sản, cái đối tượng ưu tiên nhất là vợ hoặc là chồng, cái thứ hai là con. Sao không có con thì mới đó là cháu chắc bà con thân bằng quyến thuộc gì đó. Nhưng đằng này thì ông không có con gì hết, cho nên là đã xung công cái tài sản của xung công tài sản không. Và chúng ta thấy rằng do ông ta đã giết cái người con của người anh mình, gọi là cháu, kêu ông bằng chú đi, giống như kêu ông bằng chú. Nhưng mà rồi đó thì bao nhiêu kiếp ông cũng đã sanh địa ngục, sanh địa ngục để chịu khổ do cái đó. Và cái kiếp mà đến cái kiếp mà thời Đức Phật đó, ông ta mặc dù là sanh làm bá hộ là do cúng dường cho Đức Phật độc giác, nhưng mà rồi đó thì cũng không hưởng được cái tài sản đó. Tài sản đó cũng phải xung công thôi. Tài sản đó xung công. Chúng tôi nói cái đoạn này, chúng tôi lại nhớ một cái câu chuyện mà khi mà có một bà La Môn, họ hỏi Đức Ngài Xá Lợi Phất đó, là giả dụ như là mình giết cha, giết mình nuôi cha mẹ mình, mình có thể là sát sanh, có thể là trộm cắp, thì điều đó nó có đúng hay không, điều đó nó có xứng đáng hay không? Tại vì tôi mặc dù tôi tạo cái nghiệp bất thiện vậy, nhưng mà tôi có hiếu với cha mẹ. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói như vậy đó, thì dù ông có nuôi cha nuôi mẹ ông, nhưng mà quỷ sứ nó cũng bắt bỏ ông vào trong địa ngục. Ý muốn nói ở đây đó, Phật giáo chúng ta không có luật bù trừ, luật nhân quả nghiệp báo nó không có bù trừ, không có này bù qua cái kia được, không có kia trừ qua cái nọ được. Mà chúng ta tạo nghiệp thiện
hay nói cách khác chúng ta tạo nghiệp trắng á, thì chúng ta hưởng được cái quả quả trắng, tức là quả an lạc. Mà chúng ta tạo nghiệp đen, tức là bất thiện đó, thì chúng ta phải nhận lấy cái quả khổ, tức là quả đen. Mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời này đó, nó cũng có gian nhãn trước mắt, cũng có những cái sự việc xảy ra, những mảnh đời được diễn ra ở trong cái đời sống này. Bởi vì cho nên á, chúng ta thấy rằng á, là để mà chúng ta được một cái phước được trọn vẹn đó, thì phải nói rằng chúng ta phải chuẩn bị cho mình rất là nhiều. Chúng ta được may mắn trong đời sống này, được hanh thông trong đời sống này, chúng ta được giàu có danh vọng, chúng ta có địa vị, chúng ta muốn gì được đó đó, thì phải nói là chúng ta có cái phước đời trước chúng ta đã tạo. Và do cái nhân của thiện nghiệp chúng ta đã tạo quá khứ đó, cho nên cái đời này chúng ta lại hưởng những cái phước đó, những cái phước đó. Cho nên là mà chúng ta hưởng phước đó đó, thì chúng ta phải biết tạo phước thêm. Giống như là cái câu chuyện mà nói rằng ông bà Visakha mà khi nói với ông cha chồng của mình vậy đó, ông cha chồng đó, khi mà bà Visakha thấy các vị tỳ kheo đến để mà đi nhận bát đó, đi bát đó, thì bà kêu ông cha chồng của bà đó đi ra để cùng cúng dường đến với chư tăng. Thì ông cha chồng không chịu cúng, bởi vì ông là ngoại giáo mà, ông đâu phải là những người Phật tử đâu, ông là đạo của Ni Kiền Tử, đạo Lõa Thệ, cho nên là ông cũng không có quan hỷ việc mà tiếp đón chư tăng hoặc là cúng dường chư tăng đâu. Cho nên là bà Visakha mới nói với ông như thế này nè: cha đó là người ăn cơm thừa của đời trước, mà cha không biết nấu cơm của đời bây giờ để mà ăn, cơm mới để mà ăn. Có nghĩa là cha bây giờ là một vị trưởng giả đó, giàu có đó, là do cái phước của cha đời trước cha đã tạo. Nhưng mà nếu mà cha không biết nấu cơm mới, tức là không biết tạo cái phước mới đó, thì cha sẽ hết. Giống như mình ăn cơm nguội vậy đó, ăn cơm cũ vậy thôi, hưởng cái phước ăn cơm cũ thôi. Chúng tôi có nhớ cái câu mà ông bà chúng ta thường nói, cái câu là phước bất hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Tức là chúng ta sống trong cuộc đời này, giống như trong kinh Phật nói rằng phước báo là cái nơi mà để nương tựa cho tất cả chúng sanh trong ngày vị lai là vậy. Cho nên là chúng ta dù là ở cái vai trò nào, cái địa vị nào trong cuộc đời này, dù là những người cư sĩ, những người đời, hay là những bậc xuất gia, thì luôn luôn phải biết là tránh xa những cái nghiệp bất thiện và luôn luôn tích cực tạo những cái thiện phước, cái phước thiện ở trong đời sống. Thì cái phước thiện ở đây đó, nói đến cái việc tu tập của cái người tu á, thì có lẽ là chúng ta tạo nhiều cái phước lắm, nhiều việc để chúng ta tạo phước lắm, từ cái phước vật đến phước trí cho đến phước đức. Chúng ta không thể thiếu ba cái loại. Chúng ta có đầy đủ vật chất, nhưng chúng ta lại bệnh hoạn ốm đau, bị mọi người khinh bỉ, hay là không được sống không trường thọ, là chúng ta biết là chúng ta thiếu phước đức. Có nhiều khi chúng ta sống trường thọ, có của giàu sang vật chất đầy đủ, vinh hoa phú quý như vậy, nhưng mà chúng ta thiếu đi những cái trí tối thiểu ở trong đời sống, hoặc là chúng ta thiếu đi cái trí để nhận thức được cái đường tu tập của chính mình. Tức là mình phải biết trau dồi, sửa đổi, tu tập cho chính mình. Cái đó là phước trí. Cho nên chúng tôi nói nghĩ rằng là ở đời đó, thì từ ở một cái việc, cái hình ảnh của một cái ông bá hộ này, từ cái việc mà ông đã cúng dường, đã kêu gia đình của mình cúng dường cho Đức Phật Độc Giác tên là Tất Gác Si Khí đó, mà 7 lần ông được sanh lên cõi trời để hưởng phước của một vị thiên.
Rồi 7 lần do cái phước dư đó mà ông sanh ở trong cái cõi nhân loại mà ông làm bá hộ. Nhưng mà do ông có cái bỏng sẻn, có cái tâm mà hối tiếc, cái hối tiếc đó đó, cho nên ông có của ông không dám xài, có của ông dám xài, có vật chất mà không dám xài. Mà ở đời này đó thì chúng tôi cũng gặp nhiều người như vậy, nhiều người như vậy. Chúng ta không phải là phải là hưởng thụ, sống trong cái sự hưởng thụ đầy đủ, nhưng mà tối thiểu đó thì cái ăn, cái mặc, cái sinh hoạt ở trong đời sống, cái cơ bản của con người đó, cần phải có đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó phải tùy thuộc vào cái phước của mỗi người. Nhìn đi nhìn lại đó, thì người xưa họ có nói rằng là người ta giàu lớn, giàu to đó là nhờ người ta có cái phước, nhờ thiên. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là nhờ phước đó, nhờ phước. Nhưng mà cái người giàu mà nho nhỏ đó là cũng phải là do cần cù, do siêng năng mà có. Nhưng mà nếu mà siêng năng mà thiếu cước nâng đỡ đó, thì cái tài sản đó có đó, nó cũng có nhiều đường để mất, nhiều đường để mất đi. Cho nên trong kinh mô tả có thể là nước cuốn mà tài sản mất, có thể là lửa cháy mà tài sản mất, hoặc là có khi bị khuy nhân lấy đi, dời đổi đi cũng có. Có khi bị trộm cướp, rồi có khi bị nhà chức trách xung công. Thì những cái điều đó nó tùy thuộc vào mỗi người. Nhưng mà đó phải nói là tất cả những điều đó là nhờ phước hết. Nếu chúng ta thiếu phước thì những cái điều đó nó có thể xảy ra ở trong đời sống. Mặc dù mình tìm cố công để mà mình tìm cách nọ để giữ gìn tài sản của mình, nhưng mà rồi đó cũng không khó mà giữ được khi phước đã không còn. Bởi vậy cho nên là chúng ta hưởng phước ngày nay đó, chúng tôi nghĩ rằng mình hưởng phước được ngày nay đó thì mình biết là mình may mắn là đời trước mình khéo tu, khéo tạo phước lành, khéo tạo cái phước lành, cho nên mình được may mắn ngày nay. Nhưng mà rồi đó, không phải vì vậy mà mình ngủ quên trong cái giấc ngủ, mà theo cái giấc ngủ của mình, hay mình say trong cái men chiến thắng, mình nghĩ mình là cao quý, mình nghĩ mình là giàu sang mãi mãi, hay mình nghĩ mình là được hanh thông tốt đẹp, rồi mình cũng không biết tạo cái phước mới nữa, thì biết đâu đời sau mình rơi vào trong những cái tình cảnh mà chúng ta biết rõ như vậy, tình cảnh mà nó khốn khó như vậy. Thì ở đây đó, nói một điều đó là khi mà mình tạo phước đó, chúng tôi nghĩ rằng từ ở cái tác ý của chính mình nó quan trọng lắm. Mình làm cái phước từ ở cái việc cúng dường, bố thí cúng dường, hay từ cái việc hàng ngày tụng kinh bái sám lại Phật ngồi thiền, cho đến cái việc gì giữ giới đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nó chú trọng đến cái tác ý rất là quan trọng. Mà cái tác ý đó là trong mọi trường hợp mình đều có một cái suy nghĩ đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn, và có một cái niềm tin đúng với cái nhân quả nghiệp báo. Thì như vậy đó, thì cái phước của mình nó được lớn mạnh, được lớn mạnh. Nếu tâm của mình được có một cái tác ý, bởi vì mình làm cái việc thiện đó bằng với cả cái niềm tin của mình, bằng cái niềm tin chân chánh của mình, và mình làm cái việc thiện đó bằng với cái sự hiểu biết của chính mình, hiểu biết như vậy là bằng trí tuệ, bằng trí tuệ, và nhờ như vậy đó thì mình làm cái việc thiện gì đó nó cũng có dễ dàng có những cái quả lành, mà cái quả đó là quả lớn. Cho nên là chúng ta thấy ở trong trong vi diệu pháp có nói là tâm thiện hợp trí, hoặc là tâm thiện ly trí, cũng đồng thời là một tâm thiện, nhưng mà có những tâm thiện hợp trí, có những tâm thiện không hợp trí. Cái tâm thiện nó liên quan đến hữu trợ và vô trợ, tức là nào mà nó thuộc vô trợ thì cái quả nó cũng luôn luôn lớn hơn là cái quả hữu, cái tâm hữu trợ. Cái tâm nào mà nó tương ưng với trí thì nó cũng luôn luôn có cái quả tốt hơn là cái tâm mình ly trí. Tâm thọ hỷ và thọ xả, cái thọ hỷ đó nó cũng có cho cái quả nó cũng
cao quý hơn. Một trong những cái sự mà đắc lợi nó tốt đẹp hơn so với những cái tâm thọ xả. Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn lại với cái mẫu chuyện của hôm nay, nhắc đến câu chuyện của ông Bá Hộ đã từng cúng dường cho Đức Phật độc giác mà sai những người gia đình của mình làm, chứ không tự tay làm những điều đó, tự tay mình thực hiện những điều đó và tự tâm mình. Nhưng mà lại có một cái điều không tốt nữa đó, là ông ta đã từng hối tiếc bởi vì cúng dường, sau khi cúng dường cho Đức Phật độc giác. Cho nên cái quả lành mà ông đã do cái việc mà sai gia đình mình cúng dường đó, cho nên 7 lần ông sanh lên cõi trời, rồi 7 lần sanh trở lại cõi người cũng là một người bá hộ. Nhưng mà do hối tiếc cho nên có của cũng không dám xài. Rồi do giết cái người em, người cháu kêu mình bằng chú đó để chiếm đoạt tài sản, cho nên là có tài sản cũng bị song công và bị sanh vào trong cõi khổ rất là nhiều ngàn năm như vậy, với một cái thời gian dài như vậy. Cho nên là trong mình gọi là ba cõi sáu đường đi, gọi ba cõi sáu đường. Sáu đường tức là trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, có thể được gọi là sáu đường đi. Nhưng mà rồi đó, ba cõi dục sắc và vô sắc đó, thì có lẽ là đều chịu cái sự chi phối ở của nghiệp hết. Trong đó có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Mà đặc biệt là chúng tôi nghĩ là trong cuộc đời này đó, ai cũng mong muốn mình được tốt đẹp hết, được hanh thông, được may mắn, được. Thí dụ như mình đi ra đời được một người khác giúp đỡ cho mình những cái công việc, hay là được người khác giúp đỡ cho mình cái này cái kia, chúng tôi nghĩ điều đó nó cũng có cái phước. Rồi mình đi đến đâu cũng mọi người quý mến, quý trọng mình, thì chúng tôi nghĩ rằng cái người đó cũng có cái phước. Rồi là mình đi vào trong, mình đi xuất gia, là mình ở trong chùa cũng vậy, mình được những cái sự mà quý mến, được mọi người kính trọng do cái sự tu trì của mình, do cái sự tu hành của mình. Và ít ra đó, thì cái người đó họ cũng có được tạo cái phước. Mà không phải là tạo cái phước để rồi chúng ta biết rằng dù là hữu lậu hay là vô lậu, nó cũng là cái nền tảng. Nhưng mà nhờ cái phước mà chúng ta có cái phước hữu lậu đó, cái phước mà chúng ta hưởng đây đó, người ta nói cái câu là có lấy củi đậu nấu đậu. Giống là mình có được cái phước đó, thì mình được sự hanh thông hơn, thì mình lại biết tạo dựa trên cái phước đó mà mình tạo thêm phước. Mình tạo thêm phước thì cái phước đó nó sẽ tăng dần lên thêm. Mà có chúng ta có tạo phước gì đi nữa thì cũng nguyện là nếu mà mình sanh lại cõi người đó, thì mình hưởng cõi người, cõi trời, thì mình cũng được cái sự may mắn hưởng phước nhân thiệt. Và nếu mà mình sanh lại cõi trời thì mình hưởng phước chư thiên, mình sanh lại cõi người thì mình hưởng phước nhân loại. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta nguyện rằng với cái phước mà mình làm cái nhân để gột sạch phiền não, để chấm dứt sanh tử luân hồi, giải thoát trong tương lai, thì cái phước đó đó nó sẽ nâng đỡ cho mình mai sau mình có xuất gia, mình có tu tập đó, thì cái phước đó nó nâng đỡ cho mình tu tập nó dễ dàng hơn, nó thuận lợi hơn. Giống như chúng tôi nói cái câu là người ta lấy củi đậu mà nấu đậu vậy đó, lấy cái phước mình đang hưởng mình lại tạo phước thêm. Chúng ta thấy rằng mình có được cái sự thuận lợi đó thì mình dễ dàng giữ giới nè, rồi mình dễ dàng có những cái sự tu tập. Nói như vậy không có nghĩa là cái người mà có đầy đủ sự giàu sang mà họ lại có cái sự tu hành nó dễ, đó là cũng tùy thuộc vào cái người đó nữa, tùy theo cái phước duyên của người đó nữa. Nhưng mà cái điều mà mình thuận lợi, có được cái sự thuận lợi thì mình sẽ dễ dàng hơn cái việc tu tập của mình. Mà mình có tạo cái phước gì đó thì cũng mong rằng sớm chấm dứt phiền não để chứng đắc cái giải thoát trong tương lai. Đó là cái mục đích cuối cùng của đời sống tu hành, chỉ mong là như vậy.
Thì hôm nay tôi xin được chia sẻ liên quan đến cái bài học này, trong cái bài học qua cái câu chuyện của ông Bá Hộ, khi mà đã có tạo được nhân thiện là cúng dường cho Đức Phật độc giác, nhưng mà cũng có tạo cái nhân bất thiện là đã giết cái người cháu kêu mình bằng chú, và cũng đã có cái sự hối tiếc trong cái việc bố thí của mình, trong cái việc cúng dường của mình, mà sanh ra đời mặc dù làm bá hộ nhưng cũng là không có hưởng được cái gì hết, không có hưởng được cái sự tối thiểu của một con người, từ cái việc ăn mặc rồi phương tiện ở trong đời sống hàng ngày, rồi đến rồi cũng có bao nhiêu kiếp sanh trong cõi khổ do cái quả là giết chết cái người cháu của mình kêu bằng chú. Và do vậy đó cho nên là chúng ta nhìn lại cái mẫu chuyện hôm nay, để rồi mình nhìn lại đó là thấy rõ rằng nghiệp trắng thì cho quả trắng, nghiệp đen thì cho quả đen, nghiệp trắng đen thì nó cũng xen lẫn, cũng trắng đen thôi, trắng đen thôi. Vì vậy cho nên là với một cái người hiểu được Phật, tin được Phật và hiểu được cái giáo lý của Phật đó, thì mình nên cố gắng tác ý khéo để tránh đi cái nghiệp bất thiện, dù là mãi mãi trong cái suy nghĩ của mình, ngay cả lời nói và hành động luôn. Mình phải có những cái tác ý khéo để sanh lên cái nghiệp thiện, rồi từ ở cái tác ý khéo đó mà mình có thể tạo được phước vật, tạo được phước trí và tạo được phước đức một cách mỹ mãn, được lớn mạnh hơn thêm và làm hành trang để giải thoát trong tương lai. Đó là cái ý nghĩa của bài học hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời. Trước khi dứt lời thì con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Bây giờ dành thời gian còn lại thì chư tăng sẽ chia sẻ bàn sâu rộng thêm trong cái nội dung của bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Sa thủ kính trình thượng tọa Pháp Tân với Pháp Thoại vừa rồi. Không biết thượng tọa có ở trước máy mà thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tiểu sư đang còn ở trước máy thì xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Hôm nay thưa quý vị là một bài học mà chúng ta có rất nhiều điều để thảo luận. Có lẽ thượng tọa tiểu sư không có ở trước máy. Vị giảng sư khác, thưa vị chúng tôi xin để cho thượng tọa Pháp Tân nghỉ ngơi một chút, và chúng tôi xin được có vài cái chia sẻ trong bài học này. Khi nào mà có thiêu tăng vào trong chung đó thì chúng tôi xin được trở lại. Quý vị quan hình chờ chúng tôi chút nhé. Thưa quý vị, đời sống của chúng ta đó, đó là một cái sự tiếp nối của nhiều cái hành động. Hay nói một cách chuyên môn hơn, tức là nhiều cái hành nghiệp thiện hay bất thiện. Mà đa phần với chúng sanh trong đời này, làm thiện thì ít. Cứ giống như trường hợp mà người ta có tiền để mà tiêu tiền, nhưng mà có những thứ tiền mình tiêu xong nó mất đi hoàn toàn, có những thứ tiền mình tiêu xong nó gây hại cho mình, nhưng mà cũng có những thứ tiền đó mình tạo cho chúng ta nhiều cái lợi lạc về sau này. Ở tại Mỹ này, thưa quý vị, có nhiều người họ giàu đó là do trong cái lúc nào đó tự nhiên họ cảm hứng, họ bỏ ra một vài chục đồng, họ mua Bitcoin. Thời đó Bitcoin mới ra đời, họ mua để mua cho mà chơi thôi. Nhưng mà bây giờ thì những người đó, thí dụ như họ có được 100 Bitcoin, mà bởi vì biết một Bitcoin bây giờ là mấy chục ngàn, 40-50 ngàn một Bitcoin trong thời giá hiện nay đó, thì tự nhiên họ giàu. Cái họ giàu đó, nó là do là họ đặt đồng tiền cái chỗ mà nó lại sanh tiền. Thì
trong trường hợp này, một người đó tuy rằng họ làm phước một cách ơ hờ, một cái ông giàu có, ông ngồi đó ông thấy vị sa môn tu sĩ đi ngang, rồi không kêu mấy người hãy đặt bát vị sa môn đó đi. Người Ấn Độ thứ thì họ hay làm như vậy, mà không ngờ vị sa môn đó là bị Phật độc giác. Và bị Phật độc giác tức là một cái ruộng phước và vô thường, tại vì ở trong đời chúng ta mà gặp được một người mà rất là thanh tịnh, không có cái phiền não đó, đó lại là một cái ruộng phước để chúng ta gieo trồng, do đó vị này đạt được cái phước rất là thù thắng. Nhưng mà ở đây lại cũng nói đến một cái việc khác nữa, đó là cái tâm thái của chúng ta khi mà chúng ta làm phước. Vì điều này đó, thì nếu chúng ta không có học Phật Pháp đó, thì chúng ta ít có, nếu chúng ta không học Pháp thì chúng ta ít có để ý đến. Nhưng mà khi mình có hiểu đạo, hiểu Phật Pháp rồi đó, thì mình làm phước, mình làm với cái tâm trong sạch, ít có phiền não. Thật ra nếu mà quý vị nào mà có quen biết với chư Tăng bên Nam Tông hồi xưa đó, thì cái thế hệ trước không biết thế hệ bây giờ ở Việt Nam sau, nhưng mà hồi xưa đó, một khi một cái người mà phát tâm để mà làm phước đó, thì chư Tăng như ngày Hậu Tông, ngày Giới Nghiêm, ngày Bửu Trơn, ngày Tịnh Sự thường hay nói gọi là phát tâm trong sạch. Và phát tâm trong sạch tức là khi mình làm phước mà bằng cái tâm thanh tịnh, ít phiền não đó, thì cái phước nó nhiều. Chúng tôi có một cái nhận thấy rằng sau này đó, có rất nhiều người tạo phước mà lại không có cái tâm trong sạch như vậy. Thí dụ như trong cái cách mà làm phước đó, là mình hay phô trương. Dạ, phô trương là mình giỏi hơn người khác, mình hay hơn người khác. Hay là khi mình làm phước đó, đôi khi mình dùng cái chuyện của mình làm đó, để chỉ trích người khác. Chỉ trích người khác là người kia tệ, người nọ xấu, v.v. Thì không phải là cái việc làm của mình đó, là việc làm vô nghĩa, việc làm mình vẫn có phước. Nhưng mà chính những cái tự thị, những cái phiền não đó, nó lại làm giảm đi. Thật ra cái người mà hiểu biết Phật Pháp đó, thì không có muốn rằng trong cái công việc mình làm mà mình sanh ra phiền não. Cái đó là cái mà mình phải để ý. Tại vì sao? Vì cái phiền não nó không có lợi cho đời này, và nó cũng không có lợi cho đời sau. Ngay cả trong cuộc sống, cái nhân sinh quan của chúng ta mà nó sáng sủa, nó ít có những cái vướng vấp vào những cái mà chúng ta gọi là cái gút mắt của tâm tư đó, thì chúng ta được được lợi lạc rất là nhiều. Và nếu chúng ta không có để ý và chúng ta không có đem Phật Pháp áp dụng vào trong đời sống đó, thì mình càng làm thì mình càng phiền não. Quý vị phải thấy một điều rằng có nhiều người, thưa quý vị, đứng ra là phước một lễ trai tăng, nhưng mà họ để tâm của họ nó vướng vào rất là nhiều chuyện phiền. Và phiền người này, trách người kia, giận người nọ. Và rốt cuộc là làm gì? Rồi tự mình làm hỏng đi cái mà mình đang có. Thì một trong những đặc điểm của bài kinh này đó là nhắc chúng ta về một cái sự việc là chúng ta nên để ý những cái tâm thái về sau này của cuộc sống. Mặc dù nó xảy ra sau, mặc dù nó xảy ra riêng, nhưng mà nó là ảnh hưởng tới cái quả. Thật ra thì theo Thắng Pháp á, nghiệp nào ra nghiệp đó, nghiệp thiện thì cho quả thiện, nghiệp bất thiện thì cho quả bất thiện. Nhưng mà đó là chúng ta nói trên phương diện bản thể. Bản thể thì không bao giờ có một cái nghiệp gọi là vừa trắng lẫn đen. Nhưng mà ở trên thực tế trong cuộc sống á, nó là một sự hỗn hợp của đen lẫn trắng. Chúng ta đọc vào ở trong chúng ta học vào trong Thắng Pháp á, thì tâm thiện là tâm bất thiện, tâm thiện là tâm thiện, không có cái tâm nào mà pha lẫn giữa thiện và bất thiện hết. Tâm nào ra tâm đó gọi là rồi, và tâm quả cũng vậy, quả thiện là quả thiện, quả bất thiện bất thiện. Tuy nhiên với cái sự sanh khởi mà của cả hai cái quả thiện và bất thiện trong đời sống á, thì chúng ta sẽ bắt gặp một cái mảnh đời mà mảnh đời đó nó hỗn hợp cả hai cái quả lành và quả dữ. Chúng ta thấy có rất nhiều người, thưa quý vị, họ một thời làm ăn rất là sung túc giàu có, rồi một thời lại khánh tận đi. Có thời người đó sống rất an lạc, rồi thời người đó sống rất là khổ đau. Có một cái những người đó
mà họ rất có phước nhưng không hưởng được. Thí dụ như ở trong đời này không thiếu gì những người mà có một bà mẹ là một hiền mẫu, thương yêu mình rất nhiều nhưng mà không biết hưởng thụ cái đó, không biết hưởng thụ được cái tình thương của mẹ. Trong lúc đó có những người khao khát phải chi tôi được bà mẹ như vậy tôi thương lắm. Thậm chí quý vị, có những người được một người chồng rất tốt, có những người được người vợ rất tốt, nhưng mà họ cái phước không đủ thì họ không hưởng được cái hạnh phúc đó. Có những người họ có tiền và thậm chí tiền rất là nhiều nhưng họ sống rất là khổ. Chúng tôi nói là ở bên Mỹ có một tỷ phú Hughes, và bây giờ quý vị thấy cái hãng Hughes ấy, là một cái hãng, một trong những hãng mà về hàng không tiên tiến hàng đầu của Mỹ đó. Khi ông chết rồi thưa quý vị, cả 10 năm sau mà chính phủ chưa có kiểm điểm được hết cái tài sản của chìm của đổi của ông còn lại. Những tháng ngày mà sau cùng cuộc đời ông sống đó, thưa quý vị, có lúc mà ở trong khách sạn trần truồng và cuộc sống tinh thần là khổ. Tại vì sao vậy? Tại vì cái này là cái người mà có phước là một chuyện, nhưng mà rồi bên cạnh đó nó còn có những lý do khác. Mà lý do khác ở đây là chúng ta lấy ví dụ như một cái người mà đã từng được cái duyên mai rất lớn là cúng dường một vị Phật độc giác, cúng dường một cách hời hợt thôi, ngồi đó biểu gia nhân mang đồ ăn đặt bát cho vị Phật độc giác, nhưng mà lại đưa ra kết quả rất lớn. Đúng là ông trúng tiền Bitcoin đó, ông trúng một số tiền rất lớn. Gặp cúng dường một người mà không phiền não mà vì đó là vị Phật độc giác nữa, thì ông được quả rất là nhiều. Nhưng mà do ông không hiểu, khi ông trở về sau đó, ông có cái tâm tiếc nuối. Trong cái tiếc nuối đó còn khinh thị nữa. Dạ, khinh thị là hồi nãy cái đồ ăn đó phải chi mình cho người công người ăn cái ở trong nhà thì nó còn lợi ích hơn. Cái ý nghĩ đó mà khiến cho ông sau này, thưa quý vị, một cái ít thực phẩm cúng dường cho vị Phật độc giác đã có phước rồi. Nhưng mà cái ý tưởng mà xem thường vị Phật độc giác đó còn tệ hơn là người ăn cái ở trong nhà. Mình cho người ăn cái ở trong nhà còn tốt hơn. Thì khiến cho ông này sanh ra có mà không có hưởng được. Dạ, có của không được, không được. Cái này là cái tâm thái như vậy. Bởi vì chúng tôi thấy như vậy là có rất nhiều người quen mà thỉnh thoảng chúng tôi cũng tìm cách gián tiếp để chúng tôi nhắc nhở. Ví dụ mình làm phước, mình tạo phước thì là tốt rồi, nhưng mà mình nên tránh cái tâm của mình, đừng để những cái tâm phiền não, tâm tầm thường nó chen vào. Thật ra mà nói thưa quý vị, có nhiều khi nếu mà mình vừa làm mà mình phiền não thì tốt hơn mình được làm. Chúng tôi từng có sinh hoạt ở trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma hơn 20 năm rồi. Chúng tôi gặp rất nhiều người cộng tác làm việc đó. Thì làm việc tốt, có công, có sức. Nhưng mà làm việc thì luôn luôn là phiền não. Hết gây gỗ người này hay là phiền người kia. Có lúc chúng tôi thấy tội nghiệp quá. Và khi vị đó nghỉ rồi, nó không làm việc nữa đó, thì tôi nghĩ rằng có lẽ vị đó đó, khi mà nghỉ làm việc rồi, đỡ hơn là khi vị đó làm việc. Tại vì lúc mình làm việc, mình hay giận, hay buồn, hay vui, hay buồn, hay chuyện này, chuyện kia phiền não. Thì bây giờ mình tránh được cái đó, nó tốt hơn. Đó chỉ là ý nghĩ của chúng tôi thôi. Nhưng mà phải nói là chúng ta thường quan trọng cái việc mình làm, nhưng mà không có để ý cái tâm thái, cái trạng thái tâm mình làm. Mình làm phước, mình tạo phước, mà tâm của mình nó hạn hẹp. Tâm của mình hay thương người này, ghét người kia, mình đem vào trong đó quá nhiều cái chuyện vui buồn, quá nhiều những cái phiền não đó. Thì thật ra thưa quý vị, rất là tội nghiệp cho bản thân của mình. Nó cũng giống như là một cái người mở một cái cơ sở, một cái tiệm để làm ăn buôn bán, mà tối ngày gây lộn khách hàng hoài, thì quý vị nghĩ sao buôn bán lên được. Thì do vậy nó có cái bài học của chúng ta là khi mà chúng ta làm phước, làm sao với tâm nhẹ nhàng, làm sao với tâm hoan hỷ, làm sao với tâm từ ái, làm sao với tâm ít phiền não. Mình càng tu tập, mình càng làm thiện, mà trong cái làm thiện đó mình không có được tâm từ rồi nhé. Dạ. Tâm từ là gì? Tâm từ là một cái tâm luôn luôn mong mỏi cho những người xung quanh mình được an lạc. Cái đó gọi là tâm từ. Còn nếu mà mình làm việc mà mình không để ý đến những người xung quanh, luôn luôn mình nghĩ đến là phải hơn này, phải coi nhẹ người kia, phải khinh rẻ người nọ đó, thì thật ra nó sẽ khiến cho công việc mình nó bị lợn cợn, nó không được tốt. Và quý vị có thấy cái xe nào mà nó chạy cái máy, mà cái máy bị nhớt, bị dơ, xăng bị dơ mà nó chạy tốt bao giờ đâu? Không có. Thì tương tự như vậy, khi chúng ta làm thiện đó, nó cả ba yếu tố luôn. Ví dụ tâm
trong sạch rồi. Đối tượng thí lại là một cái đối tượng tốt, và vật thí, vật thí cao trọng, và cái cách bố thí là một, thì nó đạt được những điều đó, nó mới đạt được sự thù diệu. Do vậy không phải ai mà bố thí cúng dường, không phải ai mà tạo phước thì nó đều tốt hết, như nhau hết. Có những người làm phước mà nó không được tốt, và cuộc đời của người đó nó cũng không được tốt, vì lý do là người đó không chịu thay đổi cái quan niệm, thay đổi cách sống của mình. Nên chúng ta rất cần tự nhắc nhở bản thân là khi mà mình làm những cái chuyện, những cái gọi là những cái phước hạnh, chúng ta làm những việc thiện đó, thì ngoài cái việc phước, chúng ta còn nên để ý cái trạng thái của mình, cái đó quan trọng lắm. Chúng ta có nghe Đức Phật ngày dạy đó là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng rìa hình. Ở đây Đức Phật nói nếu với tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là tâm ít phiền não. Cái người làm phước mà có lúc giận, có lúc khinh rẻ người khác, lúc coi thường người khác, chê người này khen người kia, coi chừng là cái tâm của chúng ta nó không được thanh tịnh. Và điều đó này đó, nó dẫn đến một cái sự lãng phí rất là đáng tiếc trong đời sống. Quý vị thấy đáng lẽ là cái bá hộ đó, ông hưởng được rất là nhiều, nhưng mà rồi ông lại không hưởng được, vì cái tâm ông không được hiện thiện, tâm ông không được trong sạch. Cái chữ tâm nó quan trọng, thưa quý vị, cái tâm thái của chúng ta ở đây rất là quan trọng. Rồi ở đây chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị thêm một khía cạnh khác mà khi nãy từ tổ Pháp Tân cũng có đề cập đến về ở trong đời sống này. Ở đây là một điểm rất là tế nhị. Không bao giờ cuộc sống của chúng ta nó chỉ đơn thuần là một với một hết, mà chúng ta nhớ rằng chúng ta sống bằng rất nhiều cái quả của từ nhiều thứ nghiệp khác nhau, nó hỗn hợp. Bởi vì vậy chúng ta lấy ví dụ như là một cái người mà ở trong trường hợp thì ông phú gia, ông ở kiếp trước là người giết người cháu để chiếm đoạt của người anh. Người anh chết đi mà không có con nói giỏi thì mình hưởng hết, mình là em mình là hưởng, nếu có cháu thì cháu hưởng chứ mình không tới tay mình. Cái này nó cũng xảy ra trong đời sống ngày hôm nay rất là nhiều, nhiều lắm cái chuyện mà thừa hưởng cái của cải thừa kế, và khiến cho người này là đời sống của họ có của cải, làm thì cực, của cải thì có nhiều, nhưng mà rốt cuộc sinh vào có quỷ hết, bản thân mình không hưởng và cái người thừa kế lại không có. Cái này đó nó cho chúng ta một cái nhìn khác về giáo lý nhân quả. Không hẳn là chúng ta có phước mà chúng ta được hưởng phước, và không phải mình hưởng phước mà mình hưởng cái trọn vẹn. Cái này nó khổ như vậy, chứ không phải là mình có phước mình hưởng phước đâu. Dạ, quý vị thấy rằng ông bá hộ này đó, đúng rồi, gọi ông Xích Thí là một nhà tài chính. Nhà tài chính ngày xưa người Xích Thí tức là cái người có tiền của và có đứng ở vai mượn và có cái thế lực lớn lắm. Người ta mượn tiền người ta phải trả tiền, chứ không trả tiền là không được. Thì bây giờ mình có tài sản là cũng là có phước rồi, nhưng mà lại không hưởng phước được. Và khi mà mình chết, tài sản đem đổ sông đổ biển, nó không còn gì của mình hết. Do vậy Đức Phật ngài thấy được một cái thực trạng của chúng sanh trong cuộc đời này, là như ngài khuyên là lúc chúng ta còn sống nên sử dụng đồng tiền, mà sử dụng đồng tiền nó mang lại sự an lạc cho mình và cho những người chung quanh. Chúng tôi thấy ở tại Mỹ có một số những nhà giàu, tuy rằng họ không biết Phật pháp, nhưng mà họ cũng có đủ hiểu ý thức được rằng họ làm ra bạc tỷ, chúng ta nó không phải là 1-2 tỷ bạc mà hàng trăm tỷ. Khi mà mình chết đi đó, con và người thừa kế của mình chưa chắc nó hưởng mà nó biết ơn mình, chưa chắc nó hưởng mà tốt cái gì. Thật ra những người này, thưa quý vị, khi còn sống đó, họ có tiền đó, họ lại đem ra làm việc từ thiện, giúp đỡ cho nhân quần, giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Và chúng tôi gặp không ít trường hợp, thưa quý vị, rất nhiều trường hợp ở Mỹ này. Chúng tôi đến các trường đại học, đến các cái
công viên, ở các cái cơ sở phúc lợi xã hội đó, nó có được là nhờ những cái người giàu có đó. Họ bỏ tiền vào đó, họ hiến cúng. Mà không phải họ hiến cúng là một hai trăm ngàn đâu, quý vị, họ cúng là cả tỷ mỹ kim cho những việc như vậy. Và điều đó, đó nó cho chúng ta thấy rằng những người mà thực sự khôn ngoan có ý nghĩ đó thì thấy được một cái thực tế. Thực tế đó là gì? Thực tế là mình có tích của ở đây nhiều rồi mai mốt mình chết đó, mà để lại đó thì nó trở thành vô nghĩa. Hồi nãy Thánh Tân có kể câu chuyện một cái người ở gần nhà đó, Thánh Tân á, là sống thì sống rất là tiện tặng, chết mà hột xoàn quý thạch quý kim mà để cả một thùng đựng đạn hồi xưa đó, hột xoàn để về là nhiều lắm, nhưng rồi để làm gì? Nó rất là vô nghĩa, rất là vô nghĩa trong đời sống. Bởi vì chúng ta đừng tiếc cho nhau một nụ cười, chúng ta đừng tiếc cho nhau những lời thân thiện, và chúng ta đừng tiếc cho nhau trong cái nỗ lực mình làm cái gì đó làm đẹp, làm tốt cho nhau trong cuộc đời hiện tại này. Tại vì thưa quý vị, không biết là quý vị đọc bao nhiêu lần, nhưng mà chúng tôi nói rằng không có biết bao nhiêu bài kinh mà chúng ta đọc qua đó, Đức Phật ngài nhắc chúng ta rằng một khi chúng ta rời bỏ cuộc đời này thì tất cả những thứ đó chúng ta không mang theo được, và chúng ta chỉ đi theo cái nghiệp của mình thôi. Nó cũng là cổ kinh mà Chư Tăng tụng và tất cả chúng ta đều tụng. Và nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta tích góp rồi ngày nào đó chúng ta nằm xuống để lại đó, chúng tôi biết rằng có những vị đó họ còn sống đó, chạy đầu này chạy đầu kia, dùng bất cả mọi thứ. Chúng tôi nói về tu sĩ đó, để mua đất mua đai, mua chỗ này miếng đất 10 mẫu, miếng đất kia 20 mẫu, 30 mẫu, rồi bây giờ nằm xuống chết rồi chứ. Chết rồi thì ta nói của thiên trả địa thôi, không có làm gì hết. Mà trong lúc quý vị còn sống đó, thì tiền bạc vì đó không có dùng được vào cái gì mà có lợi ích nhiều hết. Đó là cái khổ của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sống thì chúng ta nghĩ đến tích góp. Tích góp thì chúng ta nghĩ là có ra chứ đừng có vào chứ đừng có ra. Rồi mình chết, mình để lại. Nó là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh, nó là một cái thông điệp. Và Đức Phật luôn luôn nhắc rằng chúng ta ra đi với cái nghiệp của mình, chứ không phải là chúng ta ra đi với những cái vật sở hữu mà mình đang có. Mình đã nhắc điều đó liên tục trong đầu. Cái đoạn cuối của bài kinh này đó, và Đức Phật ngài nhấn mạnh điều đó, và ngài nhấn mạnh điều đó rất kỹ. Thưa quý vị, chúng tôi đang tiếp lời của Thượng Tọa Pháp Tân. Nếu Thượng Tọa Từ Siêu, mà Thượng Tọa Từ Siêu khi nào mà Thượng Tọa có mặt trước máy trở lại thì Thượng Tọa Hoa Nghĩ cho biết. Và ở đây, ngoài cái việc mà mình có giữ tâm được trong sạch, ngoài cái nhân sinh quan của mình cho được thoáng, cho được tốt, thì thứ gì có một điểm khác mà trong bài kinh này khi mà chúng ta đọc thì chúng ta thấy nó là điểm mà chúng ta phải suy nghĩ. Đó là một cái nghiệp gần, một nghiệp mạnh, nó tạo ra một ảnh hưởng. Cái ảnh hưởng đó, nó có cái ảnh hưởng chính và ảnh hưởng dư sót. Và khi nó hết rồi đó, thì nó lại nhường chỗ cho thứ khác. Cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta phải hiểu. Ví dụ như Đức Phật ngài dạy là do cái nghiệp bố thí cho người, việc bố thí bữa cơm cho vị Phật độc giác, thì cái vị bá hộ này đã 7 lần sanh thiên. Và cái nghiệp dư sót được 7 làm là lần là phú gia tại sao bá thí. Và rồi cũng do cái nghiệp mà giết con của người anh để đoạt của đó, đã có thời gian dài sống trong địa ngục. Còn lại dư sót, cái nghiệp mà không có con thừa tự mà tài sản bị xung vào con quỷ đó, nó chỉ là cái nghiệp dư sót thôi chứ. Dư sót tức là cái nghiệp còn lại chút ít do cái chuyện mà đoạt tài sản bất chánh đó, trở thành người không có con nói dối. Và 7 lần như vậy tài sản xung vào con quỷ. Thì ở đây cho chúng ta thấy rằng cái quả của nghiệp đó, nó có nhiều cái chúng ta không biết được, nhưng mà nó có những cái trổ quả trực tiếp, trổ quả chính yếu, còn lại là cái dư sót. Và Đức Phật ngài cũng nói rằng do vị này đó, khi phước đã tặng, tức cái phước đã hết rồi, tại vì 7 kiếp sanh làm triệu phú đã hết rồi, mà cái phước mong tạo nên thì làm gì, thì sanh vào cõi khổ. Vì vậy khi mà mình sống trong đời này đó thì mình nên biết tạo phước mới. Mình không biết tạo phước mới, mình chỉ hưởng phước cũ thì phước cũ nó hết, thưa quý vị. Cái phước cũ hết chắc chắn như vậy. Cái này là cái mà chúng ta nên lưu tâm, mình nên để ý. Chứ nếu mà chúng ta không có để ý điều này đó, thì có nhiều người định rằng
cái gì mình hưởng là nó còn hoài, không phải vậy đâu. Và phước á, thì cái phước gần á, nó ảnh hưởng chúng ta mạnh hơn là phước xa xôi. Cái phước mà tạo ra đối một đối tượng và đối tượng thanh tịnh tốt đẹp thì cái quả nó mạnh hơn là cái đối tượng tầm thường. Và đồng thời cái phước và cái quả gọi là cái quả ở đây chúng tôi thưa quý vị là ở trong cái ngôn ngữ của chữ Hán đó thì họ có cái chữ gọi là chánh báo và y báo. Chánh báo và y báo thì cái chánh báo ở tại đây đó tức là sanh về thiên giới 7 lần, và cái y báo ở đây đó tức là cái nương theo đó, cái còn lại cái residue đó, là được sanh làm báo hộ 7 lần. Cái chánh báo mà của nghiệp thiện là sanh vào địa ngục, mà cái báo nghiệp bất thiện là gì? Đó là sanh ra làm người mà không có con nói dối. Thì ở tại đây thưa quý vị, cái quả của nghiệp nó có quả nghiệp chính và quả nghiệp phụ. Cái quả nghiệp chính đó chúng ta gọi là chính báo, mà nghiệp phụ đó chúng ta gọi là y báo. Thì bây giờ đó chúng ta là người hiểu là nếu mà mình hiểu cái nào là cái mà dư sót, cái nào mà cái còn lại, cái nào cái nhỏ nhoi mà chúng ta không có chịu tạo nghiệp mới đó, thì thực ra chúng ta sẽ rơi vào trong tình trạng là thiếu phước. Mà không ai thiếu phước mà sanh lên đó, thiếu phước lại sanh xuống, nó khổ vậy đó. Chứ lẽ ông bá hộ này đó là đã 7 lần của xung vào con quỷ, 7 lần được làm bá hộ, và Đức Phật ngài nói là những cái gì mà hiển hiện trong trước kiếp làm người của ông đó, nó chỉ là cái y báo. Y báo tức là cái ăn theo, cái ăn theo, chúng tôi đã dùng cho ăn theo những bình dân đó, ăn theo của cái nghiệp quá khứ. Nhưng mà khi hết rồi ông đi về đâu? Khi hết rồi thì ông lại đi vào địa ngục. Tại sao ông đi về địa ngục? Tại vì ông không có phước, không có phước để sanh làm người, không có phước để sanh chúng sanh khác, nên sanh vào trong địa ngục. Đây là cái lý do mà tại sao con người mình sống đó, mình nên biết tạo phước. Dạ, nên tạo phước. Một cái chuyện đơn giản thôi thưa quý vị, là một cái người biết làm phước, buổi sáng lại Phật, buổi sáng thức dậy, ngồi một chút niệm hơi thở, ngồi một chút niệm tâm từ. Ở cái cơ hội nào mà mình có thể tử tế thân thiện người khác, hãy tử tế thân thiện. Một cái người mà biết cái giáo lý nghiệp báo rồi thì không có bỏ phí cuộc sống của mình, không có bỏ phí cái cơ hội để mà làm việc lành. Thưa quý vị, chúng tôi thấy có thượng tọa Tự Quyền đã vào room rồi, thì xin được tỉnh thượng tọa Tự Quyền để có cuộc thảo luận, và sau đó chúng ta trở lại với thượng tọa Pháp Tân. Và nếu thượng tọa Tự Siêu có trở lại được thì chúng ta sẽ tỉnh thượng tọa Tự Siêu. Thượng tọa Tự Quyền hay thượng tọa có mặt trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tự Quyền nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Thỉnh thượng tọa lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ con nghe. Thượng tọa Tự Quyền. Dạ, thượng tọa Tự Quyền. Ở đây chúng ta nói về trường hợp một ông bá hộ mà cúng dường thượng Phật độc giác, sau đó sanh tâm núi thiết. Thì thượng tọa có thể cho ý kiến là khi mình làm phước, người ta hay phiền não lắm, hay giận người này, hay phiền người kia, hay có cái tính phô trương khoe khoang nữa, hay có đề cao cái bản ngã nữa, thì mình làm phước thế nào để cái tâm làm phước mình được trong sạch? Xin thỉnh thượng tọa Tự Quyền. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Giờ thôi thì chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Sư Siêu, Thượng Tọa Chất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Từ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì nếu như một người mà làm phước với cái tâm hoan hỷ, với cái tâm dứt bỏ cái tài sản của mình để không bị cái sự chấp thủ của tham ái, của cái sự dính mắc cái tiền bạc, thì quả thật tâm của người đó dễ dàng, ít có bị cái câu thúc, ít có bị cái bực bội, ít có bị cái hối tiếc mới xuất hiện. Còn nếu một người mà làm phước mà vì quan hỷ nhất thời, hay là bởi vì vì cái điều này, vì cái điều nọ mà
chúng ta làm, thì chúng ta làm chúng ta hay bị hối tiếc. Mà cái sở thường hối tiếc này thì nó cũng hết sức là nguy hiểm. Bởi vì khi chúng ta làm như vậy, rồi sao chúng ta có của nhưng chúng ta hưởng không được. Cái điều này thật như vậy. Cứ ngồi, cứ nối tiếc lo sợ, rồi nối tiếc sẽ bị thế này thế kia. Thế là chúng ta sẽ khó có thể có cái tâm để mà để mà chúng ta tập trung, hay để mà chúng ta có cái sự quan hỷ một cách tuyệt đối được. Thì ở đây khi chúng ta làm phước, tâm chúng ta phải buông bỏ xả ly hết là một việc. Việc thứ nhất, việc thứ hai nữa là tâm chúng ta biết an trú. An trú trong pháp, tức an trú trong cái việc thiện của mình đang làm. Giữ tâm của mình nó thanh tịnh, nó tốt đẹp. Có một lần mà câu chuyện này quý vị đã nghe mà cũng nhắc lại nó phù hợp. Khi mà có một bà tín nữ, bà tỉnh ngày sẽ là Phật cùng đại chúng tăng về để mà trai tăng cúng dường, thì trong khi đó có một người nữ tỳ đánh rơi một cái, chúng ta gọi như một cái tách, một cái vật mà nó quý. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài thấy cái tình huống như vậy thì ngài mới nhắc khéo cho cái bà tín nữ rằng bà tín nữ nên có cái tâm hoan hỷ, đặt hết tâm vào, chứ đừng có nghĩ tưởng đến cái việc mà đánh rơi một cái vật như một cái tách quý, một cái chén quý. Như vậy thì nó mất đi cái, nó giảm thiểu cái phước. Thì bà mới bạch với ngài Xá Lợi Phất rằng, bạch tôn giả, khi con đang làm phước đây thì con đã nghe được báo tin từ ngoài trận tiền, chồng con đã tử nạn. Nhưng con vẫn bình tâm, con vẫn tâm của con vẫn vững vàng để con cúng dường. Chứ hà muốn chi là cái tách của người nữ tỳ đó làm vỡ thì có là cái gì đâu. Thì kính thưa quý vị, chúng ta phải có một sự dứt khoát. Giờ nào cái việc đó, đây là một việc, hay là chúng ta có cái tâm dứt khoát buông bỏ, thì chúng ta mới không hối tiếc được. Thì dù chúng ta làm bằng một cái vật cúng của chúng ta là lớn hay nhỏ, ít hay nhiều gì, chúng ta cũng đừng bây giờ nên hối tiếc. Bởi vì sự hối tiếc mà đã lỡ làm rồi, hay đã lỡ hứa rồi, bây giờ làm mà bị làm, có nghĩa là làm một cách tức là nó không có đầy đủ cái tâm hoan hỷ, mà cái tâm nó bực bội, nó khó chịu. Và như thế thì cái phước chúng ta rất kém. Chẳng những rất kém như vậy, mà chúng ta vừa đã tạo phước xong, tâm chúng ta hối tiếc là nó khởi lên tâm bất thiện, tức là đen trắng khôn lường một cách liên tục, thì uổng tiếc, cho chúng ta không được trọn vẹn để chúng ta cúng dường. Cho nên là một điều mà chúng ta cần phải có một cái sự cẩn trọng. Đã vô tình cúng dường được đến Đức Phật Độc Giác mà người gia chủ này lại hối tiếc, thì kính thưa quý vị, quá uổng tiếc. Có thể nó phước này không dễ dàng tạo lập được. Và khi chúng ta đã làm phước cúng dường thì chúng ta nghĩ tưởng đến đại chúng tăng, đến ân đức của Tăng Bảo, đến ân đức của Tam Bảo, mà đặc biệt ân đức của Tăng Bảo, thì chúng ta với cái tấm lòng thịnh tín, chúng ta hướng tâm như vậy thì không suy nghĩ người này lắm nhơ, người này tốt đẹp, người này xấu xa, người này như thế này thế nọ. Chúng ta không phân biệt gì cả, mà chúng ta chỉ có cái tâm thành. Thì cái tâm không phân biệt, đây cũng là một tâm để chúng ta giữ cái sự thanh tịnh của tâm của mình. Hôm nay mình cúng dường phổ đồng, cúng dường để vô phân biệt đến đại chúng tăng. Cho nên có những hành động, có những cái chuyện gì mà nó xảy ra ngoài ý của chúng ta thì chúng ta cũng không có phiền. Và rồi chúng ta, vì chúng ta đã tin nhân tin quả, tin nghiệp báo, chúng ta biết rằng cái việc chúng ta làm là đúng, cái việc chúng ta làm là tốt. Và cũng chính vì cái sự kéo này, chính vì cái nhân nghèo khổ này là do tiền thân không bố thí, nên chúng ta khổ.
Khi hiểu như vậy, tâm của mình nó có một cái, nó có một cái mạnh mẽ, nó có một cái động lực để chúng ta làm mà nó hoan hỷ. Có một lần khi chúng tôi đứng ra vận động để xây dựng trong cái chùa, có một người nọ ăn xin, họ cụt chân. Được nhiều lần chúng tôi cũng cho tiền cho họ chút đỉnh, thì chúng tôi thấy họ bước vào, họ giơ lên, chúng tôi nhớ rõ ràng, ghi khắc trong lòng chúng tôi. Người ta thì đổi 300 ngàn Việt Nam để người ta góp cho xây chùa, cả triệu bạc vân vân, chứ ông ta đưa lên 100 ngàn. Chúng tôi giật mình. Lẽ ra đọc những cái danh sách của những người có những số tiền lớn, chúng tôi đọc ra một số tiền chỉ 100 ngàn của một người có cái đầy đủ cái lòng tính tâm mà không hối tiếc, mà tâm quan hỷ vô cùng. Nó hồi xưa cho con hùng phước để xây chùa. Chứ chúng tôi hỏi, chú đó cũng lớn tuổi, chú cúng 100 ngàn rồi, chú còn tiền để mua gạo, cơm, đồ ăn không? Cái nói dạ không, sư yên tâm đi. Kiếp này con nghèo, bởi vì tiền thân con không có bố thí, con mới cúng dường, cho nên con nghèo khổ như thế này. Con làm như thế này, con mong tương lai con được cái sự tốt đẹp, con không phải bị đói khổ. Chỉ vì một cái nhân, chỉ hiểu được cái nhân quả như vậy, hiểu được cái tính pháp như vậy. Những cái thú vị, chúng tôi xin phải nói rằng trân quý những cái tấm lòng đó. Bởi vì họ chưa hiểu biết được một cái chuyện gì tu hành nó lớn lao cả, nhưng họ bị hiểu biết được cái nghiệp quả chính do cái bỏng sáng, do cái sự keo kiệt mà họ đã bị cái quả ngày nay. Và cũng chính vì họ hiểu được cái nhân quả đó, họ làm cái việc phước, được cái việc phước. Chỉ như thế thôi, những cái hình ảnh đó luôn luôn coi như được chúng tôi xem đó như là một cái hình ảnh đẹp ở trong lòng, mà mình thấy người ấy đã tạo một công đức quá lớn thật sự. Chứ còn bây giờ tiếc nuối với 100 ngàn lúc đó thì có thể nói rằng cũng sống được một, cũng vài ba ngày mua cơm mua gạo. Những điều mà có thể chúng ta nhín ra để dẹp qua cái lòng hối tiếc của mình, mình cũng dường bằng cái tâm thanh tịnh, bằng cái tâm để giải thoát đi cái kiếp nạn của mình. Và cũng chính là một cái nhân, hiểu được cái nhân quả, hiểu được, tin được cái nhân quả, lý nghiệp báo, đây là cái quý hơn nữa. Thì cũng vậy, chúng ta phải có một sự tin tưởng một cách tuyệt đối về nghiệp quả, nhân quả. Và sau đó chúng ta phải dứt bỏ một cái tâm mà chúng ta không có bị xem cái đồng tiền nó lớn. Tại sao nhiều người ta nói rằng có một số người ta xem cái đồng tiền như bánh xe bò vậy? Bởi sao cái bánh xe lớn như vậy đó, không có bánh xe nào mà lớn như cái bánh xe bò, nó bự lắm. Như điều mà tất cả bánh xe lăn chuyển bình thường, chỉ ngoài từ những cái xe đặc chủng thôi. Thì ý nói rằng cái tâm của người đó coi cái đồng tiền nó lớn, họ keo kiệt, họ gìn giữ. Mà nếu như họ bị mà sức ra rồi, thì kính thưa quý vị, cái người mà keo kiệt thì không thể cho ai được hết, không thể chia sẻ cho ai. Họ có cái phước chính hiện tại này, vì cái tính keo kiệt đó, vì cái tính mà chấp thủ đó, họ có một ít tiền của. Nhưng điều mà đến tương lai của chính họ thì họ rất là khổ đau. Thì làm sao mà được cái tâm thanh tịnh khi chúng ta làm phước? Thì như đã nói, chúng ta không có chấp thủ cái đồng tiền, chúng ta xả bỏ. Và cái thứ hai nữa, đối tượng chúng ta cúng dường đến đại chúng tăng, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Chứ còn hôm nay cho ông A, ông B, ông C này, tôi cúng cho vị A, vị B, vị C này, người nọ, vân vân, thì cái người nọ, người này, người nọ, cái phân biệt của chúng ta đó. Thì khi chúng ta có cái tính như vậy thì chắc chắn rằng khi chúng ta làm phước, nó tâm nó không thanh tịnh và dễ dàng gặp phải những cái tình huống nó bất trắc, nó khó, nó rất là khổ khi nó xảy ra và làm cho chúng ta hối tiếc. Chứ thí dụ bây giờ có một số người mà gọi như là một cái bố thí, người ta cho bằng hay hướng tâm đến cái bố thí ba la mật, cái dứt bỏ bằng một cái tâm ba la mật, biết xả bỏ ra,
không mong cầu cái gì cả. Họ chỉ ước rằng mình có cái tiền của mình có thể cúng dường, mình có tiền của mình có thể bố thí, mình có thể chia sẻ cho những cái người khó. Đây cũng là một cách mà tâm của mình nó thanh tịnh, và đó cũng chính là cái nhân để chúng ta tạo cái bố thí ba la mật độ. Là chúng ta không cần phải đòi hỏi mình phiếu công đức, không cần phải đòi hỏi tán dương, không cần phải đòi hỏi phải ghi nhớ gì cả, mà chúng ta biết chúng ta đã làm phước thì đã có phước. Để chúng ta mong cái phước này để chúng ta chấm dứt cái sinh tử khổ đau, vì cái nhân keo kiệt này, vì cái nhân tham ái này mà gây cho mình đau khổ, gây cho mình sinh tử luân hồi. Chúng ta hướng tâm đó cũng chính là để cho chính như cái xả ly đó mà hướng tâm đến cầu vào giải thoát, nên cũng là cái tâm được thanh tịnh. Cái thực tế như vậy đó, thì kính bạch thượng tọa, đây chính là con là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc trong câu hỏi này, thảo luận này, thì kính thượng tọa tiếp tục giải bài. Nam mô Bổn Thầy Giá. Sa thủ kính trình thượng tọa thượng quyền, một lần nữa xin hỏi thượng tọa từ siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy thì thượng tọa còn nghĩ cho biết, thượng tọa pháp tân ơi, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa pháp tân nghe được, xin thượng tọa khoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 2. Dạ. Thượng tọa pháp tân, hôm nay chúng ta thử dành thời giờ để thảo luận về điểm này, là có những trường hợp quý Phật tử đã làm phước rồi, nhưng mà sau đó thì lại nghĩ lại không có khoan hỷ lắm. Mà những khoan hỷ này, không cái không khoan hỷ này nó cũng có lý do chính đáng. Thí dụ như là có một Phật tử đã gửi tiền về để hùng phước, để đào giếng. Tiền thì bỏ ra, tiền đã gửi đi, nhưng mà sau đó lại nhận ra rằng những cái người mà họ nhận tiền của mình họ lại không có làm. Dạ. Thì vì đó cứ buồn hoài về chuyện đó, là mình đã làm phước mà cái việc phước mình nó không được thành tựu mà bị người ta gạt nữa. Thì thượng tọa pháp tân có lời khuyên nào cho những người này không? Tại mình đã làm phước rồi mà sau đó mình lại buồn phiền nữa, và cái buồn phiền nó có ảnh hưởng những gì không? Xin kính thỉnh thượng tọa quan nghị góp ý cho. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tòa Tự Siêu, Tòa Giác Đẳng, Tòa Tự Quyền, Tòa Minh Hạnh, Đức Tự Tri, Đức Sư Nguyên Thọng cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cái trường hợp này thì chúng ta cũng gặp, có khi cũng gặp những trường hợp như vậy. Có nghĩa là cái tâm mình từ ban đầu mình tác ý, mình xin cúng dường cái vật đó đến với lại cái số tiền đó, hoặc là cái vật đó đến với lại cái đối tượng đó, hoặc là công việc đó như vậy. Thì nhưng mà rốt cuộc lại là mình không có, người ta không có cúng dường giống như cái ý nguyện của mình, cái tâm ý của mình, hay hoặc là người ta có một cái ý gì đó người ta gạt, hay là người ta làm nó cũng không đúng với lại cái ý của mình á. Thì chúng tôi cũng nghĩ là ở đời thường cũng có khi cũng gặp những cái chuyện như vậy. Thì thường thường chúng ta thấy rằng mình làm phước thì thường hướng đến cái đối tượng, hướng đến cái công việc. Ví dụ như mình nghe là ở chỗ đó cất chùa, xây tăng xá, là sửa chữa cái gì đó, làm gì đó, hoặc là làm giếng nước cho cộng đồng, làm giếng nước cho chùa, ví dụ vậy. Thì hoặc là bố thí chẳng gì đó, từ ở cái việc mà mình tạo quà từ thiện để giúp cho người khó khăn, ví dụ vậy. Nhưng mà rồi đó thì cái người kia họ, cái đối tượng đó họ không có làm đúng với cái ý của mình được. Thì mình nảy sinh một cái suy nghĩ mình buồn. Mặc dù ai cũng biết là việc mình làm phước là mình sẽ có phước, nhưng mà rồi đó thì người ta làm không đúng ý như cái ý của mình, cái tâm nguyện của mình, hoặc là đúng vào cái đối tượng mà mình đã đặt đến, hướng đến, hay là đúng vào một cái công việc mà mình hướng đến, mình định làm như vậy, thì mình buồn. Chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà một cái việc làm như vậy đó, thì
Trước nhất là chúng tôi nghĩ là cái tâm của mình nó rất là quan trọng. Bởi vì mình nghĩ mình làm phước, mình cúng dường. Bởi vì tâm từ ở ban đầu á, mình tác ý cúng dường đối tượng đó, đến chư tăng, đến đối tượng nào, hoặc là mình đưa vào một cái công việc nào đó để mà mình làm, thì ngay từ đầu mình đã có cái tác ý, tâm mình hướng đến những điều đó rồi. Rồi toàn bộ những cái việc mà mình tâm mình hướng đến, nhưng mà rồi có một việc là có người ta là không làm như ý của mình được, thì mình tập cái tâm của mình đừng có vì vậy buồn. Bởi vì mình nghĩ rằng cái việc thiện mình đã làm, cái việc thiện mình làm, mình tập cái tâm của mình để quan hỷ cho cái việc thiện đó nha. Quan hỷ vô cái việc thiện đó. Nhớ đến cái việc thiện mình quan hỷ. Chứ còn giờ mình nhớ đến những điều mà người ta làm trái ý mình, là không đúng ý mình, thì mình sanh ra những sự, nảy sinh những cái ý nghĩ nào đó nó lệch lạc, nghĩ ít lệch lạc, hoặc là mình ghét, mình bực bội cái người đó, mình giận dữ cái người đó, hay hoặc là mình nghĩ rằng mình không có phước, hay hoặc là cái này cái nọ, mình hoặc là kỳ sau mình sẽ không lập phước nữa. Có nhiều cái lý do lắm. Nếu mà mình nghĩ như vậy đó, thì chính là cái sự trở ngại trong cái việc thiện của mình, trở ngại trong việc thiện của mình. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình hướng đến những cái điều thiện rồi đó, thì ngay từ ban đầu mình đã hướng đến điều thiện. Ngay lúc mà mình giao cái tiền đó, mình giao cái vật đó cho cái người đó, nhưng mà rồi cái tâm của mình cũng vẫn hướng đến đối tượng đó chứ, hướng đến cái công việc đó chứ. Nhưng mà rồi cái người kia họ làm không đúng ý mình, thì mình nghĩ rõ ràng là khi mình nghĩ là cái việc thiện thì mình đã làm rồi. Cho nên mình nhớ đến cái việc thiện thì mình vui. Chúng tôi nghĩ là vậy. Mình làm cái việc này mình đã làm rồi, hướng đến cái đối tượng đó, hướng đến cái công việc đó, mình đã có một cái tác ý, mình muốn làm như vậy. Mà bây giờ ngay từ đầu cho đến bây giờ cũng vậy, thì mình nghĩ đến những cái điều thiện, thì chúng tôi nghĩ rằng nghĩ đến điều thiện thì mình quan hỷ với điều thiện. Còn nghĩ đến những cái điều mà mình trái ý nghịch lòng, nghĩ đến những cái điều mà mình nảy sinh ra một cái ý nghĩ là từ đây về sau mình không có làm những việc đó nữa, hay hoặc là này kia, thì chúng tôi nghĩ rằng nó là chính là sự trở ngại, ngăn trở trở ngại cho cái việc thiện của mình. Cho nên là biết rằng là mình có tiền, mình có cái vật thí để mà mình cúng, thì mình đem đi cúng đâu là tùy ý của mình. Tâm của mình sẽ hướng đến những điều đó. Nhưng mà việc gì mình đã làm rồi thì mình nên quan hỷ với việc thiện đó. Quan hỷ với việc thiện đó. Tập cái tâm của mình quan hỷ, thì mình nghĩ đến việc thiện mình làm, thì mình lại sanh cái tâm quan hỷ hơn thiệt. Như Kinh Pháp Cú Phật dạy là điều thiện mà mình làm, hãy tiếp tục làm thêm, hãy tích lũy những cái điều thiện, để điều thiện đó nó mang đến cái sự an lành đến cho mình. Còn nếu như mà mình nghĩ những cái ý nghĩ mà nó sai lệch, ý nghĩ đến những cái sự buồn phiền, thì cái tâm của mình nó trong một cái trạng thái tâm ưu não, cho nên là mình không có cái gì quan nghĩ hết, mình phiền muộn hoài. Và phiền muộn, mình nghĩ đến những cái điều phiền muộn. Một khi mà mình nghĩ đến những điều gì thiện mà mình làm thì mình quan hỷ. Nhưng mình nhớ nghĩ đến những cái điều gì mà phiền muộn, tức là sự trái ý nghịch lòng gì đó, nó không có đúng như ý của mình được, hay hoặc là mình nghĩ này nghĩ nọ đó, mình làm cái này nghĩ cái này cái nọ đó, thì đó là cái sự trở ngại của cái tâm thiện của mình, làm cho cái tâm thiện mình nó không được khởi lên, mình khởi lên nữa. Cho nên á, là khi mà mình làm được việc thiện thì mình đã tập được những cái niềm tin của mình, cái sự võng mãnh của mình, để mà mình làm một cách hăng say, mình làm một cách quan hỷ ở trong cái việc thiện đó. Chúng tôi nghĩ là vậy. Nhưng mà rồi á, chúng ta nhớ rằng á, là tâm thiện thì trước khi làm mình cũng đã có cái tâm quan hỷ rồi. Mình quan hỷ, mình nghe tin biết vậy, giờ mình làm. Mình làm, rồi trong khi mình làm, đang khi mình làm, mà trong kinh gọi đó là tam tư, tức là tư tiện,
Bhupacetana, tức là tư tiền trước khi mà mình đã làm, mình đã có cái tác ý bởi vì cái niềm tin của chính mình. Rồi Aparapara Chetana, tức là tư hậu, Munchana Chetana, tư điển. Một trong những cái ba cái tâm tư đó. Cho nên trong khi mình làm, mình cũng tập cái tâm mình hoan hỷ. Rồi sau khi mình làm, mình cũng phải hoan hỷ với cái việc thiện đó. Cho nên là nếu mà một khi tâm mà mình nghĩ, thì nên nghĩ những điều thiện mình làm. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái hoan hỷ đó nó càng sanh tim. Rồi hoan hỷ nó sẽ là được diễn tới diễn lui hoài trong cái điều thiện mình đã làm. Mình suy nghĩ đến những điều thiện mình cảm thấy mình quá nghĩ, còn mình nghe suy nghĩ đến những điều mà như thế này thế nọ đó, làm cái tâm bất thiện mình phiền muộn nó sợ khởi lên đó, thì cái tâm thiện đó, nó làm cho mình khổ, hiện tại. Rồi cái phước của mình đó, nó cũng không có được trọn vẹn nữa. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là hạ khởi là tâm thiện. Còn cái đối tượng nào mà họ làm sai cái ý đó, thì cái việc đó là việc của họ, việc của người đó. Họ làm sao đó thì đó là việc của người đó. Còn bây giờ cái tâm thiện của mình tự tạo ra, vật thiện của mình, vật của mình làm, và cái vật thí của mình làm đã bằng với cái vật thí nó tốt đẹp. Rồi cái đối tượng mà mình đã hướng đến nữa, đó là cái đối tượng mà mình muốn đặt đến, cái việc mà mình muốn làm đến. Từ cái việc bố thí đến cúng dường đến tăng chúng, hay là từ cái việc mà giúp đỡ cho một cái người nào đó trong cái sự kém may mắn, thì chúng tôi nghĩ rằng trong mọi cái việc thiện đó, mình hãy tập cho cái tâm của mình có cái sự quan hệ trước khi làm, trong khi làm, rồi sau khi làm, thì chúng tôi nghĩ rằng cái phước nó được trọn vẹn và cái tâm của mình được an lạc, bởi vì một trong những cái điều mà do phước mang lại, thì trong đó có cái một là ngoài là cái đời sống của mình được đầy đủ những cái sự sung túc, sự thuận duyên ở trong đời sống. Cái hai nữa là cái tâm của mình phải được an lạc. Mà cái tâm được an lạc là có phước. Có những người mà có đầy đủ vật chất mà tâm không an lạc, cũng chưa hẳn đầy đủ trọn vẹn được đầy đủ cái phước. Cho nên để có cái tâm an lạc, đó là mình phải tự có một cái tác ý trước khi làm, rồi trong khi làm, rồi là sau khi mình làm, mình vẫn được có cái sự quan nghĩ, thì chúng tôi nghĩ rằng cái phước đó sẽ được trọn vẹn. Tôi xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu ra đây. Tôi xin kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sạch thủ kinh trưng thượng tọa pháp tịnh. Thượng tọa tư quyền ấy thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa tư quyền còn trước máy, xin thượng tọa trở lại với một cuộc thảo luận khác. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa tư quyền, thượng tọa có nghe được không? Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông đang ở trước máy, Sư Nguyên Thông quan hệ trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Thưa vị, có lẽ là dạ. Sư Nguyên Thông, nếu mà mình làm phước lớn mà mình phiền não, ví dụ mình tổ chức một cái đại lễ tăng y, hay là mình là lễ đại tăng cả ngàn vị mà mình phiền não, mà mình so với một cái buổi làm phước nhỏ nhưng mà tâm mình trong sạch trọn vẹn đó, thì mình nên làm cái nào? Mình nên làm nhỏ mà cái tâm mình nó được trong sạch hoàn toàn, hay là mình làm lớn mình biết chắc chắn nó phiền não nhưng mình vẫn làm, thì cái nào tốt hơn? Xin thỉnh ý kiến của Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ có đáp án cho câu thảo luận số 3. Kính thưa sư phụ, con nghĩ rằng cái điều gì mà mình làm mà hoàn tất được mà là tốt đẹp với cái tâm chân thành và kính lễ tam bảo của mình, thì con nghĩ là cái điều đó là nên làm. Còn mình làm những điều mà nó lớn mà nó quá cái tầm mức của mình và không kiểm soát được, thì có thể xảy ra những cái điều mà bất như ý. Mà những điều mà bất như ý thì nó làm cho cái phước báo của mình không được trọn vẹn, đôi khi là nó phản tác dụng. Thì con nghĩ rằng tốt hơn là mình làm những điều gì nó nhỏ, nó trong cái tầm tay và trong cái tầm kiểm soát của mình mà mình chắc chắn là kết quả tốt, thì điều đó là con nghĩ nên làm.
Kính thưa sư phụ, đó là cái tư tưởng của con là như vậy. Con xin được trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều con nói chưa đủ, chưa đúng. Và con chân thành tri ân, chưa bị đã lắm ta nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Dạ, thấy thì tự tự nguyện rồi. Thì tự tự nguyện Quang Hỷ nói rõ là tự tự bây giờ có đang nghe được không? Nếu tự tự nghe được thì xin thỉnh tự tự trả lời cho câu kế tiếp. Dạ, con nghe rõ. Dạ, vâng. Thì tự tự nguyện ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy có cái trường hợp rất là phổ thông, đó là người ta hay tìm cách để tuyên dương, hay nói theo ngôn ngữ thế gian gọi là đề cao cái vị thí chủ. Tại khi vị thí chủ mà được tuyên dương thì vị thí chủ cảm thấy hoan hỷ lắm. Dạ. Nhưng mà thấy rõ ràng là ở trong cái sự tuyên dương đó, mà nó có tác là phô trương quá đó, thì dĩ nhiên là họ vui với công việc họ làm rồi đó, vui đó. Nhưng mà cái vui nó mang tới cách phiền não lắm. Thì tôi tự quyền có tán thán là khi mà mình làm phước, mình làm phước đã tốt rồi, nhưng mà nếu mà mình được ca ngợi nữa đó thì mình lại vui hơn, thì mình nên tán thán điều đó hay không, hay là chúng ta nên làm phước ở trong một cái tâm thái tương đối là nhẹ nhàng, thanh tịnh, không có phô trương. Nói cách khác là mình khiêm tốn, ít có phô trương cái ngã chấp của mình. Xin kính thỉnh thưa tòa. Dạ, Nam Mô Bố Thầy, Giá Nam Mô Tham Mai, Giá Nam Mô Sang Khai, Giá Cô Kết Lệ đến Chí Tăng, kính chào đến quý tương lai cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa. Quả thật là khi chúng ta làm phước mà chúng ta được khen, được nêu danh bảng vàng, được tán thán công đức, thì đây chẳng qua tức là phải nói rằng là chiêu dụ và kích thích cho cái lòng tham của chúng ta. Chúng ta cảm thấy mình vinh dự, mình cảm thấy mình hơn mọi người. Nhưng là một người Phật tử hiểu biết Phật Pháp, hiểu biết về nhân quả, thì người ta chỉ biết im lặng, người ta không cần một cái điều đó. Và phải nói rằng trên tinh thần Phật Pháp, chúng ta nên giữ cái tâm bình thản. Bởi vì cái mà được tán thán công đức đó, thì thật chúng ta có đúng cái nghĩa nó không? Chẳng qua là chúng ta là người có nhiều cái tiền của, rồi chúng ta hay là chúng ta bỏ cái tiền của đó trội hơn người, được nhiều hơn người, thì nếu chúng ta chạy theo được cái tán thán, được tuyên dương bằng công đức này thế nào vân vân, được khen, được tán thưởng, thì cái điều đó nó tăng lên thêm cái lòng kiêu mạn của mình, ngã mạn của mình. Và cái thứ hai nữa, nó cũng là một điều mà rất là tác động cho những người khác mà người ta không có điều kiện như mình, để cho người ta phải buồn khổ, hay là người ta phải ganh ghét mình, vân vân. Cái này nó rất là tế nhị, mà phải nói rằng là một người mà hiểu biết được, để chúng ta hướng tâm, để chúng ta bình thản, dầu cho không có bị coi như dấp ngã trong cái chỗ mà được khen rồi lúc nào cũng tán thán đâu, hay là không có bị chê vân vân, thì cái khen chê này thì nó luôn luôn làm cái khen nó luôn luôn làm vừa lòng, làm thỏa mãn cái tâm của ta. Nhưng đều có thể nói rằng là như vậy thì cái việc làm này nó cũng chưa có hoàn mỹ cái phước báo, và cũng như trên cái tinh thần Đức Phật này dạy, mà cũng như trên ý nghĩa mà chúng ta dứt bỏ cái tiền của tài sản. Bởi vì làm vậy như là một cái mưu cầu danh lợi, mong cầu cái quả báo, hay mong cầu cái sự tán thưởng của người, cái sự khen chê của người, hay cái sự tấn bốc của người. Thì phải nói rằng là cũng rất là khó khăn, chứ không phải một chuyện dễ dàng. Khi chúng ta làm được một cái việc phước như vậy mà được đại chúng coi như là đồng tán thán, mà tâm của chúng ta vẫn bình thản, chúng ta cảm thấy rằng như vậy thì cũng vẫn chưa đủ, chúng ta vẫn tạo những cái cụ phước nó quá nhỏ, chứ không phải là chưa phải là lớn đâu. Chúng ta bỏ ra những cái tiền của này, nó cũng phải chưa là một cái chuyện gì mà sáng chói so với những người hiện tại, so với những người ở trong hội chúng này, hay là
so với các bậc tiền nhân hay là các bậc tiên hiền thở xưa nữa thì đây cũng chỉ là một chút xíu gì đó của chúng ta thôi. Vân vân, thì chúng ta phải tự nghiệm tự xét lại như vậy. Chúng ta dễ dàng vượt qua được cái trở ngại đó chứ thường. Thì nếu chúng ta vướng vào một cái khen chê đó đó, hay mang tính phô trương đó đó, thì chúng ta đã không đúng trên một cái hành động mà chúng ta thực hiện cái việc phước lành. Đó là cái lý thứ nhất. Thứ hai, nó không ý nghĩa của đúng pháp trên cái tinh thần mà chúng ta cúng dường, hay trên tinh thần mà chúng ta xả ly, hay trên tinh thần mà chúng ta dứt bỏ cái tài sản của mình. Cho nên đây là một yếu tố rất là quan trọng. Chẳng những làm phước có tính phô trương, mà làm phước mang tính tức là tự cho rằng chỉ có tôi như thế này mới làm như thế này, chỉ có tôi mới có làm như thế kia, và tôi phải được tân bốc như thế này, tôi phải được khen tặng như thế kia, vân vân. Thì đó chính là những cái tâm của mình mượn cái đạo, mượn cái phước nhỏ này để tạo nên cho mình được người ta xưng tôn, người ta xưng tán, được người ta nể trọng, được người ta phục mình, vân vân. Thì chẳng những không có đầy đủ phước báo mà nó lại chính là nó làm cái phiền não cho chính mình nữa. Nếu như ai mà làm mà tính phô trương để đi vì một cái phục vụ cho cái cá nhân của mình, chúng ta chỉ bỏ ra một ít thôi, nhưng chúng ta lại được cái danh tiếng ai cũng thích, bỏ ra cái chút ít mà chúng ta được người được bảng vàng ghi tên, vân vân. Thì những cái đó là những cái mà cái tâm tư của chúng ta không có được tốt đẹp. Dạ, chính đây là cái kế nghị của con là vậy. Nếu có gì cần giải thích thêm thì con kính con thỉnh thượng tọa. Nam mô Bố Tha nhé. Sa thủ kính trình thưa tòa tối quyền. Thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được dành thời giờ cuối của lớp ngày học ngày hôm nay để tiếp theo lời của chư tăng. Theo Thắng Pháp thì chúng ta làm việc gì mà với tâm hợp trí thì nó có phước hơn tâm ly trí. Tâm hiệp trí là làm với cái sự hiểu biết, và dĩ nhiên sự hiểu biết của chúng ta ở đây là sự hiểu biết về nhân quả, về những cái lợi và cái hại ở trong cuộc sống. Nếu chúng ta chỉ làm việc mà theo cái thói quen, hay nói theo ngôn ngữ bên ngoài là theo bản năng, mà chúng ta làm việc không có suy xét, không có hiểu biết, thì thực sự rất là đáng tội nghiệp cho chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có làm việc đó ở cái chuyện tốt nhất, đáng lẽ chúng ta có thể làm được. Thì thưa quý vị, đọc vào cái bài kinh ngày hôm nay đó, mong là chúng ta không có nhìn ý nghĩa bài kinh này trên phương diện thuần là tính lý, mà chúng ta nhìn vào những gì mà có thể đem áp dụng trong cuộc sống hàng ngày được. Ở đây Đức Phật Ngài dặn dò chúng ta rất là kỹ, là tất cả những gì gọi là tài sản, của dù là của chìm hay của nổi, của tích trữ, thí dụ như là vàng, bạc, lúa, thóc, vân vân, thì những thứ mà chúng ta quan trọng nhất trong cuộc đời này đó, nó lại không có thể mang theo đi được ở trong cái giờ phút mà chúng ta chút hơi thở rời bỏ cuộc đời này. Ở thời gian gần đây, thưa quý vị, chúng tôi được nghe, được biết, được chứng kiến rất là nhiều cái chết của những người xa có, gần có, thân hay không thân có, Phật tử có, chư tăng có. Và mỗi cái chết như vậy đó, một lần nữa đều nhắc lại lời dạy của Đức Phật. Mà những lời dạy đó không bao giờ sai chạy được. Là một khi mà mình rời bỏ cuộc đời,
Thì thứ gì cái mà mình mang theo không phải là những gì mà mình đã tích trữ, đã có được trong cuộc đời này. Có những lần chúng tôi đứng chứng kiến một người mất ở tại nhà, thưa quý vị. Rồi trong cái luật của tiểu bang này đó, thì nhà quan họ không đến lấy xác, mà là pháp y của county, của quận hạt, họ đến họ lấy xác. Họ lấy xác về rồi họ lập một cái hồ sơ khai tử, xong rồi họ giao xác lại cho nhà quan. Và khi mà đến tụng kinh cho một người sắp hấp hối, và sau đó nhìn cái xác người đó được pháp y mang đi đó, thì đúng rằng người ta nói ra đi với bàn tay trắng, cái bàn tay trắng có, bàn tay trắng cũng không có được. Tất cả những gì mà mình có được nó bỏ lại phía sau hết. Dạ. Một vị tu sĩ thì còn có thể đưa mình trở lại làm chùa để làm tang lễ chứ. Một cái người mà mất rồi đó, một khi một cái xác đem khỏi nhà rồi đưa đến nhà quan đó, thì tất cả những gì mình có trong cuộc đời đều bỏ lại phía sau, không mang theo được cái gì. Và bên cạnh đó thì Đức Phật nhắc chúng ta rằng có một thứ mà nó sẽ theo chúng ta, đó là cái nghiệp, là nghiệp thiện thiện hay nghiệp ác của chúng ta làm trong đời sống. Và cái nghiệp mà mình làm là cái gì mà ít có để ý trong đời sống lắm. Thường thường mình chỉ tạo cái gì mình thích thôi. Ví dụ như là buổi sáng đi nghe pháp do mình thích, hay là đi ăn là do mình thích, mình làm việc gì đi chùa cũng do mình thích thôi. Nhưng mình không có nghĩ đến tạo nghiệp thật lành. Thật ra thì cái chuyện mà chúng ta ơ hờ với nghiệp lành đó, là vì cái thái độ lâu ngày chúng ta nghĩ rằng mình sống với cái triết lý, mình sống với cái tư tưởng vậy là đủ rồi, không đủ đâu. Yeah. Mình hay, mình giỏi, mình suy nghĩ điều này kia không đủ, mình tạo nghiệp lành. Và nếu người nào đó, đó mà mỗi ngày họ nghĩ đến chuyện lợi phước thì người đó quả thật là hữu duyên hữu phước. Có những người thưa quý vị, cả đời cũng có bao giờ mà bỏ thì giờ nghĩ được mình nên là tạo chuyện phước gì đó, tạo nghiệp lành gì đó. Mặc dù mình có nhiều cái cơ hội để mình làm lắm, và rõ ràng mình ra đi với cái nghiệp của mình. Và rồi còn điều này nữa, Đức Phật ngài dạy chúng ta là mình ra đi bỏ tất cả, mình chỉ đi theo nghiệp của mình. Do vậy mình nên làm lành, làm việc thiện. Nhưng mà có nhiều người làm việc thiện đã đến mức độ đó rồi thì cũng không biết là mình làm việc thiện với cái tính cách nào cho được tốt. Thay vì mình làm việc thiện với tất cả tâm thiện, thì mình làm mình với cái tâm phiền não, với cái tâm đề cao bản ngã của mình, đó là hỏng đi việc thiện của mình. Khi mà chúng tôi còn nhỏ ở gần ông ngoại đó, thì ông ngoại có nói chuyện này. Ông ngoại nói rằng cái người nhà nông á, từ lúc mà gieo cái hạt lúa xuống ruộng á, là đã nghĩ rằng cái lúa nào nó ngon và lúa nào không ngon. Không phải lúa nào nó cũng ngon giống nhau hết. Gieo xuống rồi cũng phải chăm sóc sao lúa nó tốt, cho nó trúng, như là cho nước, cho phân. Mà đã lúa đã trúng rồi đó thì phải biết cách thu hoạch. Tại mình đem về đó, mình phải biết cách phơi lúa, phơi chỗ nào cho nó khô, nó không bị ẩm, nó không bị bốc, bị hư, rồi đem vào trong bồ. Rồi lúa đem chất vào trong bồ rồi á, thì còn phải biết cách để mà xây lúa. Và có gạo ngon rồi đó, còn phải biết cách nấu. Và mình nấu, không phải ai nấu cũng ngon hết. Có người nấu nhão, người nấu khô, nấu ngon rồi phải biết cách ăn nó mới ngon. Thì như vậy đó, một cái tiến trình mà từ cái lúc mà trồng lúa cho đến lúc mà có một miếng cơm con nhai trong miệng để mà hưởng, thưa quý vị, nó trải qua nhiều quá trình đòi hỏi sự khôn khéo của chúng ta. Nghiệp báo không phải là một cái giáo lý mang tính luân lý đạo đức, mà nghiệp báo là một cái định lý tự nhiên. Và chúng ta biết sống theo định lý đó thì chúng ta an lạc. Và không phải ai trong đời cũng may mắn để gặp vị Phật độc giác hết. Nhưng mà chúng ta còn may mắn ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta có một cái ruộng phước vô thượng, đó là tăng chúng. Vị nào mà hiểu biết cách làm phước thì biết rằng cúng dường đến chư tăng mà vô phân biệt có phước lắm. Bởi vì thưa quý vị, chúng tôi nói thật với Phật tử là khi mà trước khi có bệnh dịch xảy ra, mỗi lần chúng tôi sang bên các nước Phật giáo như Tích Lan, Ấn Độ hay là Thái Lan, Miến Điện này nọ đó, thì chúng tôi thường làm một việc, đó là buổi sáng sớm đó, chúng tôi hay cùng
với quý Phật tử đi ra ngoài những cái chợ mà Chư Tăng hay đi khất thực ra, không phải là ngay tại chợ một bé mà ngoài riêng chợ đó, thì ở bên đó có những cái người mà họ chuẩn bị những cái mâm thực phẩm mình mua lại thôi, mua từng mâm vậy đó. Và Chư Tăng có những buổi sáng mà cả 3-4 ngàn vị đi khất thực trên một con đường, mình chỉ đứng và mình cúng dường thôi. Lúc đó tâm mình rất là hoan hỷ, tại vì sao? Mình không có phân biệt, mình chỉ nghĩ đến một điều rằng Chư Tăng còn hiện diện trên thế gian này đó, thì thật sự là Phật Pháp còn. Và khi mình cúng dường, dù là sa di, tỳ kheo, các vị trưởng lão lớn nhỏ đó không có phân biệt, vị nào đến thì đã cúng dường hết. Và lúc đó tâm rất hoan hỷ. Và chúng tôi cũng phải nói với Phật tử là những giờ phút đó đó, mình sống, đang sống và đang chuẩn bị cái hành trang đi cho mình. Ở trong cuộc sống này, thưa quý vị, cái vui, cái buồn, thương, ghét, thăng trầm, tất cả rồi bỏ lại hết. Nhưng mà mình phải đi theo nghiệp của mình. Và đó là phước điền vô thượng. Đó là phước điền vô thượng rất là khoái. Khi mà chúng ta nghĩ rằng có những vị mặc áo tu, còn duy trì hạnh khất thực, còn là một cái biểu tượng của sự tồn tại Phật Pháp mà mình cũng dự. Nhưng mà khi mình làm á, thì có khi thì quý vị biết là mình đi chung nhiều người mà có nhiều khi người này thức về trễ, người thức về sớm. Chúng tôi thấy quý Phật tử đôi khi mà xuống dưới khách sạn mà chờ đợi lâu, chúng quý vị cũng phiền não cằn nhằn. Sao ông này bà kia phiền não, chúng tôi có nhắc, chúng tôi nói mình đi làm phước, tránh hết những phiền não. Rồi có đôi khi mình ra ngoài đó mình mua những cái thực phẩm cúng dường á, thì có người lại phàn nàn, người là những người họ bán đó, có nhiều khi họ bán đồ tốt thì mình hoan hỷ, mà đồ không tốt mình nói rằng mấy người này bóc lột mình, mấy người này thế này thế kia. Chúng tôi cũng dặn quý vị là mình làm phước thôi, mình cúng dường Chư Tăng được á, thì mình cứ xí xóa cho những người đó được, đừng có phiền não. Cái quan trọng không phải là mình khôn hay mình dạy, cái quan trọng là mình giữ cái tâm mình đừng có phiền não. Dạ, đừng có phiền não với những cái chuyện đó. Mình dễ phiền não lắm, quý vị nhớ là chuyện nào dễ phiền não lắm. Và khi mình làm xong á, mình hãy nhớ lại là những giờ phút mình làm mà cái tâm mình không có phiền não á, thì thực sự mình rất là hoan hỷ. Dạ, rất là hoan hỷ. Chúng tôi ở tại chùa Thứ Quý Phật Tử, chùa Pháp Luân á, những ngày lễ chúng tôi hay thỉnh Chư Tăng từ 4 vị trở lên về chùa để làm phước cúng dường. Mà có nhiều Phật tử không có hiểu điều này. Nhiều Phật tử không thấy được là cái chuyện mình làm phước á, là mình nghĩ đừng nghĩ đến vị A, vị B. Có nhiều khi vị Phật tử nói chúng tôi rằng con thích vị sư này, thích vị sư kia, làm sao mà thỉnh vị đó về để trai tăng rồi à? Chúng tôi cũng dạ dạ về thôi chứ chúng tôi cũng nói nhiều, nhưng mà thật ra mình cứ nghĩ rằng có Chư Tăng đến là mình có hoan hỷ. Chúng tôi thường có tâm niệm như vậy là một là tứ phương tăng, không phân biệt là chủng quốc gia, và thứ hai nữa đó là Chư Tăng có đến thì mình làm phước, và làm phước với tâm cái tâm mình cúng dường đến đại tăng thôi, đừng nghĩ đến cá nhân. Và rồi chúng tôi còn nghĩ đến chuyện này nữa, thưa quý vị, là trong cuộc sống đó, khi mà mình tạo việc phước đó, là chúng tôi ít có bao giờ mà tuyên danh cái vị thí chủ lắm. Mặc dù đôi khi nhìn cái chuyện đó nghe nó không có hay, nhưng mà chúng tôi rất là sợ những cái cách bây giờ là thậm chí những vị thí chủ còn có khi đeo cái băng rôn ở phía trước, đeo cái tên phía trước là đại thí chủ nữa. Mình làm vậy để làm gì? Để mình kém phước thêm chứ không có lợi ích gì hết. Dạ. Yeah. Nếu vị đã làm thì chúng tôi khuyến khích là tự tay làm đi. Đừng có để hài tên hài tuổi hết. Cái vị đến tự tay làm, tự tay cúng dường, tự tay làm thì để cho mình được hoan hỷ. Cái đó là cái điểm chính trong cuộc sống này. Thì có tạo phước thì mình có an lạc. Có tạo phước thì mình có vững lòng để đi đời sau. Có tạo phước, cái người mà tạo phước nhiều khi mình đối diện với cái chết đó, thì người đó không có sợ hãi, giống như là quý vị nào đi chơi xa mà ở trong túi đã đủ tiền, vali đã đủ hành trang cần thiết, sẵn sàng lên đường thôi, chứ mình không có sợ. Thật ra mình hãy sống một cách tích cực, và mình hãy ra đi một cách vững lòng, và ra đi với tâm thanh thản, điều đó là điều quan trọng. Còn những chuyện khác không có quan trọng. Và có một điều mà chúng tôi xin chắc tất cả quý Phật tử là cố gắng chúng ta khi mà tạo phước, làm bất cứ việc gì, kể cả làm việc Phật sự, đừng có làm với tâm phiền não, đừng có làm với tâm tự tán quỷ tha, là khen người chê mình, khen mình chê người, đừng có cái tâm đề cao bản ngã quá. Thì nếu chúng ta làm được như vậy đó, thì tâm của chúng ta sẽ nhẹ nhàng, và chúng ta sẽ được nhiều cái lợi lạc cho đời này và đời sau. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Phật Pháp Buddha Dhamma. Thưa quý vị, ngày mai là Chủ nhật,
chúng ta có môn kháng pháp và vị giảng sư là Thiền Gọi Từ Siêu. Xin kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi đúc kết cho bài học ngày hôm nay, và kính cảm ơn quý sư. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng biên giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chúng làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin hồi hướng phước lành mà các cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp thân thường kiếm nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúng quả vị nhân. Sapang sumang galang rakhan tu sapa devata sapa buddha lupa vena soti hontu nirondarang o tu sapang sumang galang rakhan tu sapa